Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 4551. Ngay cả người đến xem trận đấu trong thành thiên khu cũng không dám tin kết quả này, vô số ánh mắt kinh ngạc, sợ hãi nhìn Tiêu Chính Văn đang kiêu ngạo đứng đó. Một người bình thường đi xuất thân từ trong giới thế tục lại có thể không tốn sức đánh bại 5 người được so với 4 cậu chủ chiến quốc, hơn nữa còn chiến thắng trong khi 5 người hợp lực bao vây. Đây đã không phải là quyết đấu nữa mà là nghiền ép. Rất nhiều người đều bắt đầu nghi ngờ lẽ nào 4 cậu chủ chiến quốc không thể đánh thắng thật sao? Có lẽ trước đó họ chỉ là không có sức phản kháng. Không ai sinh ra đã thích làm nô lệ của người khác, bất kỳ ai cũng đều không cam lòng làm người bị đè bẹp. Trước đó họ không phản kháng không có nghĩa là họ không muốn mà là vì họ không dám. Thế gian này đều công bằng với tất cả mọi người, không ai cả đời là cao quý, càng không ai có thể chà đạp lên người khác. Đúng như Ngụy Vinh Kỳ nghĩ, hạt giống này đã dần nảy mầm trong lòng mọi người. Mặc dù bây giờ họ vẫn chưa có bất kỳ hành động gì nhưng đáng sợ là họ đã nảy ra ý tưởng này. Tại sao cả đời mình lại phải bị đám người này lăng mạ, tại sao phải để chúng cưỡi lên đầu mình? Bây giờ Tiêu Chính Văn đã chứng minh bằng sự thật rằng cậu chủ chiến quốc cũng chỉ thế thôi, họ cũng là một người có mũi và hai mắt, chứ không phải là thần linh ở đâu rất xa. Trận chiến này Tiêu Chính Văn đã đem đến hy vọng cho mọi người bằng tư thế nghiền ép. Hay lắm, đánh hay lắm, không biết ai hô lên đầu tiên, sau đó từng tiếng khen ngợi vang lên khắp sân đấu, khắp cả thành thiên khu. Chỉ có đàn ông như thế mới xứng để tôi dâng cả đời mình. Tiêu Chính Văn, anh ấy là mục tiêu cố gắng cả đời của tôi. Tôi cũng muốn trở thành người giống cậu ấy. Không ít các nam nữ trẻ tuổi đều tập trung ánh nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Về mặt ý nghĩa nào đó, họ thậm chí còn lớn hơn ông nội của Tiêu Chính Văn mấy chục tuổi nhưng đây là vùng ngoài lãnh thổ, chỉ cần chưa đến 300 tuổi đều được gọi là giới trẻ. Mà Tiêu Chính Văn chỉ chưa đến 30 tuổi lại trở thành hình mẫu cho sự khát khao và chinh phục của tất cả người trẻ tuổi. 2. Xem ra giới trẻ đã bị hắn làm cho thay đổi, có lẽ sau này địa vị mấy lão già chúng ta trong mắt người trẻ sẽ bị giảm sút. Lúc này cũng có nhiều người lớn tuổi đều thở dài. Cho đến lúc này dù là Khổng Tề Thiên hay Chaos lên sàn đấu cũng chưa hoàn hồn. Quỳ xuống, Tiêu Chính Văn chỉ giơ tay lên rồi áp tay xuống, đám người Khổng Tề Thiên lại quỳ xuống lần nữa. Bây giờ các người đã phục chưa? Tần Lương Ngọc cười nhạo nhìn đám người Điền Văn. Chương 4552. Anh em Điền Văn nghiến răng nhìn Tần Lương Ngọc, lúc này họ còn có thể nói được gì nữa? Năm cao thủ thiên cảnh hợp lực lại nhưng vẫn thất bại. Hơn nữa còn bại một cách thảm hại, họ còn có thể nói được gì. Nhưng ngay sau đó anh em Điền Văn đột nhiên bật cười thành tiếng, chỉ vào Tiêu Chính Văn nói, anh thắng bọn tôi rồi, nhưng tiếc là anh cũng bại lộ thân phận của mình. Đúng thế, có thể đánh bại liên tiếp 5 người họ chỉ bằng một cái phất tay đã chứng tỏ người mặc đồ đen giết người kia chắc chắn là Tiêu Chính Văn. Cả vùng ngoài lãnh thổ còn ai có thể đánh bại Ngụy Võ Hầu chỉ trong một chiêu. Ngay cả Điền Văn cũng không chắc mình làm được nhưng Tiêu Chính Văn lại đánh bại liên tiếp 5 người Điền Văn trong một chiêu thì giết chết Ngụy Võ Hầu có là gì? Ồ, tôi bại lộ thân phận gì? Tiêu Chính Văn cười nói. Hừ, hung thủ giết Ngụy Võ Hầu chính là anh, Điền Khải chỉ vào Tiêu Chính Văn, nghiến răng nghiến lợi nói. Đúng thế, hôm nay mọi người ở đây có thể chứng minh chỉ có anh mới có khả năng giết Ngụy Võ Hầu trong một chiêu. Tiêu Chính Văn, lần này anh chết chắc rồi. Ngô Thiên Hoa sẽ đánh lấy đầu anh nhanh thôi. Thậm chí Điền Văn đã không thể kiểm soát được sự vui sướng của mình nữa. Đúng thế, họ thua Tiêu Chính Văn thì thế nào? Tiêu Chính Văn có mạnh hơn thì có thể là đối thủ của Ngô Thiên Hoa được sao? Không lâu nữa Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chết trong tay Ngô Thiên Hoa, đến lúc đó còn ai dám nhắc đến chuyện hôm nay? Họ vẫn có thể kiêu ngạo đứng trên cao như trước, hạ nhục mọi quy tắc, được hưởng những đặc quyền trước đó. Thậm chí ngay cả Điền Khải cũng đã nhìn thấy cảnh tượng nhóm cao thủ Ngụy Vinh Kỳ tập hợp ở nước Ngụy đánh đến Điện Thần Long, tìm Tiêu Chính Văn trả thù. Ý anh là chuyện Ngụy Võ Hầu sao? Tiêu Chính Văn lạnh nhạt bật cười, không hề căng thẳng hay lo sợ gì. Ngụy Vinh Kỳ, Điền Văn quay đầu lại nhìn Ngụy Võ Hầu ngồi trên khán đài. Anh có gọi rách cổ họng cũng không có tác dụng, Tiêu Chính Văn còn chẳng thèm nhìn Ngụy Vinh Kỳ một cái. Quả nhiên như Tiêu Chính Văn nói, Ngụy Vinh Kỳ vẫn bình tĩnh ngồi trên khán đài, không hề có ý định ra tay đánh Tiêu Chính Văn.
Chuyện này hơi kỳ lạ. Rõ ràng vừa rồi Tiêu Chính Văn đã thừa nhận chính anh là hung thủ giết Ngụy Võ Hầu, nhưng Ngụy Vinh Kỳ lại không hề động đậy. Chương 4553, người này rất nguy hiểm. Hồng Ấn nhìn Ngụy Vinh Kỳ lập tức hiểu ra, nhưng ông ta cũng đánh giá cao suy nghĩ của Tiêu Chính Văn hơn. Một giây sau đó, cảnh tượng khiến mọi người ngạc nhiên xuất hiện, Tiêu Chính Văn giơ tay lên, Tịnh Cửu Châu xuất hiện trong lòng bàn tay anh. Ánh sáng màu vàng đó chiếu đến khiến mọi người không dám nhìn thẳng, uy lực mạnh mẽ của thần khí cổ xưa khiến mọi người đều rùng mình. Nhưng dù thế, Triệu Thắng vẫn nhắm mắt làm ngơ, chỉ bình tĩnh nhìn Tịnh Đỉnh Châu trong tay Tiêu Chính Văn. Hắn nói tôi là người đồ đen đó, các người nghĩ sao? Nói rồi Tiêu Chính Văn nhìn Triệu Thắng và Ngụy Vinh Kỳ. Trước đó người của Triệu Thắng là Triệu Xá đã chết dưới Tịnh Đỉnh Châu. Nói cách khác, trong tay ai có Tịnh Đỉnh Châu thì người đó chính hung thủ giết Triệu Xá. Tuyệt đối không thể nào. Triệu Thắng nói ra mấy chữ khiến đám người Điền Văn nghẹn lời. Triệu Thắng, anh đúng là ngu ngốc. Hôm đó Triệu Xá bị Tịnh Đỉnh Châu giết chết, Điền Văn tức giận, thậm chí còn gào lên. Không chỉ hắn mà ngay cả người xem ở đó cũng sửng sốt với câu nói của Triệu Thắng. Thậm chí ngay cả Hoàng Yết cũng nhíu mày nhìn Triệu Thắng. Chuyện đã xảy ra đến mức này thì câu trả lời đó có rồi, Tiêu Chính Văn chính là người đã giết Triệu Xá, đánh Ngụy Vinh Kỳ bị thương, đánh lén Thế Tử Thánh Giáo Đình và giết Ngụy Võ Hầu. Tiêu Chính Văn đừng hòng thoát khỏi mọi chuyện. Nhưng Triệu Thắng lại đáp dứt khoát như thế, xem như mình không nhìn thấy Tịnh Đỉnh Châu trong tay Tiêu Chính Văn, giấu tội cho anh. Nếu đã nói đến thế rồi thì tôi muốn anh Tiêu chỉ dạy một chút, theo anh nghĩ giữa hai người họ ai mới là người mặc đồ đen? Ngụy Vinh Kỳ cũng bỗng nói. Nghe hắn nói thế, sắc mặt anh em Điền Văn trở nên khó coi. Bây giờ chỉ còn việc Tiêu Chính Văn gật đầu thừa nhận nữa là xong, nhưng Ngụy Vinh Kỳ lại chĩa mũi giáo về phía họ. Tôi nghĩ hai người họ đều không thể thoát được liên quan, rất có thể là thay nhau gây án, Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói. Tốt, có câu này của anh Tiêu thì nước Ngụy tôi chỉ đành nhờ vào anh Tiêu rồi. Cái chết của Ngụy Võ Hầu, nước Ngụy sẽ không tha. Dù thế nào cũng phải để người nước Ngụy bọn tôi lấy đầu hai người họ, ai dám giành với nước Ngụy thì là kẻ thù của nước Ngụy. Ngụy Vinh Kỳ nói thế đồng nghĩa với việc không còn đường xoay sở. Tôi không nghe lầm đấy chứ? Ngụy Vinh Kỳ, ngay cả đám người ở đó cũng không dám tin Ngụy Vinh Kỳ sẽ nói thế. Sao lại thế này? Điền Văn híp mắt không cam lòng nhỏ giọng tự hỏi. Chương 4554, Tiêu Chính Văn nhìn Điền Văn bình thản cười thấp giọng nói, đường đường là cậu chủ chiến quốc mà lại không hiểu mấy điều này sao? Cái chết của Ngụy Võ Hầu chắc chắn phải có người gánh tội mới được. Thật ra tôi đã thừa nhận chuyện giết Ngụy Võ Hầu và cả những chuyện trước đó rồi, nhưng thế thì sao? Dù biết rõ là tôi, hắn có thể làm gì được tôi? Ngược lại là các anh, chỉ cần tôi nói là do các anh làm, cho dù Ngụy Vinh Kỳ hay Triệu Thắng đuổi đến chân trời góc biển cũng sẽ không tha cho các anh. Mặc dù người khác không nghe thấy những gì Tiêu Chính Văn nói, nhưng các cậu chủ chiến quốc lại nghe rất rõ. Như Tiêu Chính Văn nói đấy, biết rõ là anh nhưng có thể làm được gì? Thậm chí Ngụy Vinh Kỳ còn tìm cho mình cái cớ bám chặt lấy anh em Điền Văn không buông. Ánh mắt Triệu Thắng cũng đầy sát khí nhìn anh em Điền Văn. Để ý đến ánh mắt của Ngụy Vinh Kỳ và Triệu Thắng, lúc này Điền Văn và Điền Khải đều cảm thấy cực kỳ oan ức. Không. Điền Văn siết chặt nắm đấm, nghiến răng nghiến lợi tức giận nhìn Tiêu Chính Văn, hắn không biết mọi chuyện là tại sao. Vốn dĩ hắn và Điền Khải đều bị oan, khó khăn lắm mới đợi đến ngày bại lộ sự thật, chắc có lẽ sẽ cho họ một sự công bằng, nhưng kết quả thế nào? Hung thủ thật đang ngồi trước mặt họ nhưng phải bắt họ chịu tội thay. Ngụy Vinh Kỳ, tại sao anh lại làm thế? Điền Văn không kiềm chế được nữa ngẩng đầu lên tức giận nhìn Ngụy Vinh Kỳ. Thật ra chuyện này không thể trách các anh được. Chỉ có thể nói là các anh không may mắn. Phía sau mọi người đều có người chống đỡ, nhưng người đứng sau anh lại không thể hỗ trợ cho anh. Ngụy Vinh Kỳ cười mỉa rồi không nói gì nữa. Thật ra ngay từ mấy ngày trước, Ngụy Vinh Kỳ đã biết Tiêu Chính Văn mới là thủ phạm. Hơn nữa còn là Tiêu Chính Văn đích thân tìm tới Ngụy Vinh Kỳ, hoặc có thể nói là người sau lưng Tiêu Chính Văn đích thân tìm tới nước Ngụy. Nhưng Ngô Thiên Hoa còn chưa ra tay thì ngay cả Ngô Khởi đã ra tay với Tiêu Chính Văn rồi. Chỉ là bởi vì người đứng sau lưng Tiêu Chính Văn căn bản không phải là sự tồn tại mà hai người Ngô Khởi có thể động tới được,
hơn nữa nhìn khắp cả nước Ngụy căn bản cũng chẳng ai có thể đối kháng được với người này. Vậy nên dù biết rõ Tiêu Chính Văn mới là hung thủ thực sự giết chết Ngụy Võ Hầu thì Ngụy Vinh Kỳ cũng chỉ có thể để cho anh ung dung ngoài vòng pháp luật. Nếu nói trong lòng Ngụy Vinh Kỳ không hận Tiêu Chính Văn thì căn bản không có khả năng, nhưng hai người Ngô Thiên Hoa và Ngô Khởi không dám ra tay thì cũng không thể để cho hắn đích thân giao đấu với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn đã đạt tới cảnh giới thiên cảnh từ lâu, còn hắn vẫn chỉ ở cảnh giới đế quân đỉnh cao, sao có thể là đối thủ của Tiêu Chính Văn cơ chứ? Chương 4555 nhưng cái chết của Ngụy Võ Hầu không thể cho qua trong êm đẹp như thế, nếu không thì sau này nước Ngụy biết ngẩng đầu làm người ở vùng ngoài lãnh thổ kiểu gì đây? Vậy nên chuyện này buộc phải có người đứng ra gánh họa, hai anh em Điền Văn đương nhiên cũng trở thành lựa chọn phù hợp nhất. Dẫu sao có những lúc, chân tướng không hề quan trọng tới vậy. Hai anh em Điền Văn ban nãy vẫn còn gắng sức phân trần, nhưng bây giờ bọn họ đã hoàn toàn hiểu ra tất cả. Cho dù thủ phạm là ai thì hai người bọn họ chắc chắn cũng phải gánh lấy nỗi oan này rồi. Nhưng dù gì thì thân phận của Điền Văn và Điền Khải cũng phơi bày ra đó, dù biết rõ phản kháng cũng chẳng có ý nghĩa gì, nhưng bọn họ đường đường là cậu chủ chiến quốc, sao có thể nhẫn nhịn được cục tức này? Sao thế, không phục à? Lát nữa vẫn còn chuyện khiến cho mấy người uất ức hơn đang chờ đợi mấy người nữa cơ. Tiêu Chính Văn nhìn năm người đang uất ức tới cực điểm. Khẽ vỗ lên vai Điền Văn, nói. Cái gì, không chỉ có Điền Văn, ngay cả Điền Khải lúc này cũng không thể nhẫn nhịn được nữa. Không chỉ bị Tiêu Chính Văn chơi đùa trong lòng bàn tay mà thậm chí còn bị Ngụy Vinh Kỳ nhắm tới, oan ức nhục nhã, đừng nói đường đường là cậu chủ chiến quốc, dù là một người bình thường thì cũng không nhịn được cục tức này. Anh không sợ sau này không thể có chỗ đứng ở vùng ngoài lãnh thổ sao? Điền Văn ngẩng đầu lên, nghiến răng ken két. Nói với giọng điệu uy hiếp. Nói hay lắm, tôi lại muốn hỏi mấy người, Tiêu Chính Văn tôi đắc tội với mấy người khi nào mà mấy người lại năm lần bảy lượt dồn tôi vào chỗ chết. Dù tôi có bỏ qua cho mấy người hay không thì mấy người cũng đều không tha cho tôi, vậy thì tôi việc gì phải khách khí với mấy người cơ chứ? Bây giờ, nếu như mọi người đều đang tranh giành khí vận thiên khu, vậy thì để cho Long Hình, Long Nguyệt khiêu chiến với hai cậu chủ nước Tề Điền Văn và Điền Khải. Tiêu Chính Văn vừa thốt ra lời này, gần như xung quanh đều trở nên xôn xao. Để hai người Long Hình và Long Nguyệt đi khiêu chiến với anh em Điền Văn, đó không phải là tự tìm đường chết sao? Mặc dù Long Hình và Long Nguyệt đã ở cảnh giới đế cảnh cấp 8, nhưng đối diện với cao thủ thiên cảnh, đặc biệt khi đối phương còn là cậu chủ chiến quốc, cách biệt giữa đôi bên chênh lệch tới độ nào cơ chứ? Nhưng rất nhanh, tất cả mọi người đều phản ứng lại. Tiêu Chính Văn đang muốn để cho Long Hình và Long Nguyệt tự tay lấy lại cục diện ban nãy. Quả nhiên, Tiêu Chính Văn vừa mới dứt lời đã tiếp tục lên tiếng, hai người bọn họ đều là Long Tôn của Điện Thần Long chúng tôi, nếu như mấy người dám khiến cho họ bị thương dù chỉ một chút thì không chỉ có mấy người phải chết mà ngay cả nước Tề cũng chỉ còn kết cục đất cằn ngàn dặm. Tiêu Chính Văn, anh dám uy hiếp chúng tôi, Điền Văn bực tức trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn. Ý của Tiêu Chính Văn đã rất rõ ràng. Chỉ cho phép bọn họ thua chứ không được thắng. Thân là cậu chủ chiến quốc, mấy người Điền Văn đã có lúc nào phải chịu uất ức tới như vậy. Chương 4556 trước nay đều chỉ là bọn họ uy hiếp người khác, ai dám dùng loại thủ đoạn này với bọn họ cơ chứ? Hiểu thế nào là vấn đề của mấy người, nhưng tôi đã cảnh cáo ngay từ đầu rồi, nếu như hai người bọn họ có chút tổn hại gì thì đừng có trách tôi lật mặt vô tình, trong mắt Tiêu Chính Văn lóe lên tia sáng sắc lạnh. Trầm giọng nói. Mấy người Điền Văn đã quen thuộc với cảnh tượng này tới độ nào cơ chứ? Ban nãy bọn họ vẫn còn bảo vệ cho Long Hình và Long Nguyệt ở trước mặt mọi người, nhưng vậy mà nháy mắt đã biến thành hiện thực. Dù những lời Điền Văn và Điền Khải nói ra ban nãy có xuất phát từ trong lòng hay không, nhưng lúc này Tiêu Chính Văn đã tỏ rõ thái độ, muốn tiện tay để cho hai người Long Nguyệt và Long Hình tìm lại cục diện. Đây không đơn giản chỉ là bá khí nữa mà là bá đạo tới cực điểm. Dựa vào sức mạnh của một người để đàn áp hết tất cả, ngay tới thế lực các phương cũng chỉ có thể cúi đầu. Nhà họ Khổng gì, thánh giáo đình gì, nước Ngụy nước Triệu gì đều bị một mình Tiêu Chính Văn ép cho không ngóc đầu lên nổi. Hơn nữa, có câu nói này của Tiêu Chính Văn thì bọn họ còn biết đánh kiểu gì nữa đây? Không được để cho Long Hình và Long Nguyệt bị thương, vậy thì có khác gì bảo bọn họ đứng đó làm bia đỡ đạn cơ chứ? Tiêu Chính Văn, anh sỉ nhục bọn tôi như vậy. Lẽ nào không sợ tới một ngày nào đấy đại thánh của thánh giáo đình quay trở về hay sao?
Chaos tức tới độ cả người run lên. Gã là người kế nhiệm tương lai của Thánh Giáo Đình, nếu như bị một Long Tôn của Điện Thần Long đánh gãy răng thì nhất định sẽ trở thành trò cười trong mắt mọi người. Sau này gã biết tiếp quản Thánh Giáo Đình kiểu gì nữa đây? Ồ, hóa ra anh cũng biết đây là sỉ nhục, vậy sao lúc năm người các người vây đánh hai người bọn họ thì lại không cảm thấy nhục nhã thế? Tôi nhớ ban nãy mấy người vẫn còn khí phách hơn người, hơn nữa ai nấy cũng đều uy phong lẫm liệt cơ mà. Bây giờ uy phong của mấy người đi đâu hết cả rồi thế? Cậy thế ức hiếp người khác ức hiếp tới cả Tiêu Chính Văn tôi luôn rồi. Dù bọn họ chỉ là một thành viên bình thường của Điện Thần Long chúng tôi thì mấy người cũng không thể tùy tiện ức hiếp. Nói cho mấy người biết, chuyện ngày hôm nay đừng mơ cứ thế cho qua. Đánh cho tôi, Tiêu Chính Văn vừa nói dứt lời, Long Hình và Long Nguyệt đã đồng thời lao lên trước một bước. Vẫn mong các vị bảo ban nhiều hơn, Long Hình và Long Nguyệt cùng chắp tay nói. Nhưng dù là anh em Điền Văn hay là Khổng Tề Thiên thì lúc này đã hoàn toàn ngẩn ngơ tại chỗ. Bọn họ nào dám ra tay? Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 4557 ra tay đi. Tiêu Chính Văn quay phát đầu lại, giơ tay giáng thẳng một cái tát lên trên mặt Khổng Tề Thiên. Tiêu Chính Văn, cậu dám, không đợi Khổng Tề Thiên nói hết câu, Tiêu Chính Văn lại giáng thêm một cái tát rất vang lên mặt Khổng Tề Thiên, dấu bàn tay cực kỳ rõ nét in hẳn trên mặt ông ta. Mấy người không phải nói muốn dồn bọn họ vào chỗ chết sao? Bây giờ mấy người có thể ra tay được rồi. Vừa nói dứt lời, Tiêu Chính Văn lại cho hai anh em Điền Văn một cái tát, khiến cho Điền Văn và Điền Khải hộc cả máu mũi máu mồm, nửa gương mặt sưng như một cái bánh bao. Tôi có thể cho mấy người một cơ hội một đấu một quyết đấu công bằng, chỉ cần mấy người có thể thắng được bọn họ, dù là sống hay chết thì tôi đều có thể không truy cứu. Nhưng, hai người bọn họ đi theo tôi đã lâu, dù mấy người có ra tay toàn lực thì cũng chưa chắc đã có thể chiếm được phần thắng. Tiêu Chính Văn nói ra những lời này đã khiến cho mấy người Điền Văn không còn biết giấu mặt đi đâu nữa. Lời này chẳng khác gì đang nói với người trong thiên hạ rằng chỉ một đàn em bên cạnh Tiêu Chính Văn cũng mạnh hơn so với mấy cậu chủ chiến quốc mà Điền Văn cầm đầu. Long Hình cười khẩy, không đợi mấy người Điền Văn lên tiếng đã tung một nắm đấm. Khi nắm đấm được tung ra thì dường như còn mang theo sức mạnh khủng bố biến hóa trời đất. Điền Văn dường như cũng cảm nhận được mối nguy hiểm, đâu chịu ngồi yên chờ chết. Cộng thêm sự sỉ nhục của Tiêu Chính Văn đối với bọn họ ban nãy càng khiến cho hắn hoàn toàn mất đi lý trí, nảy sinh suy nghĩ dù hôm nay có chết trong tay Tiêu Chính Văn thì cũng phải kéo Long Hình chết chung. Vậy nên, Điền Văn cũng ngay lập tức ra tay. Hơn nữa còn chẳng kiêng nể gì, gần như vừa mới ra tay đã là sát chiêu đoạt mạng. Giữa Long Hình và Điền Văn cách biệt chỉ hai bậc cảnh giới nhỏ, mà Điền Văn lại là người kế vị của nước Tề, gần như là vô địch trong cùng bậc cảnh giới. Thấy khí tức khắp người Điền Văn đột nhiên biến đổi, ngay cả trời đất sau lưng hắn cũng đổi sắc theo, mọi người xung quanh đều không khỏi hít sâu. Vào lúc tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ ra tay, Tiêu Chính Văn lại thẳng thừng ngồi xuống ghế, nhìn trận quyết đấu giữa Long Hình và Điền Văn với vẻ hết sức hứng thú. Soạt, một tia kiếm khí thần quang ngạo nghễ xé toang bầu trời, thanh kiếm khổng lồ từ từ xuất hiện. Nhưng Long Hình lại chỉ ngẩng đầu liếc nhìn thanh kiếm khổng lồ một lần. Cảnh tượng tương tự như vậy, anh ta từng thấy không chỉ một hai lần, mặc dù khi trước đều đứng bên cạnh quan sát Tiêu Chính Văn quyết đấu với người khác, nhưng Long Hình cũng hết sức tâm đắc. Hôm nay, dưới sự chỉ dạy của Tiêu Chính Văn, anh ta đã có thể lĩnh hội được sâu sắc hơn loại ý cảnh lúc Tiêu Chính Văn ra tay, vậy nên đối diện với thanh kiếm khổng lồ, Long Hình đã tính sẵn trong lòng từ lâu rồi. Lúc bắt đầu, gần như tất cả mọi người đều cho rằng Điền Văn nhất định sẽ có ý buông bỏ. Dẫu sao ban nãy Tiêu Chính Văn cũng đã có lời rồi, nhưng khi mọi người nhìn thấy thanh kiếm khổng lồ kia thì mới hiểu ra Điền Văn căn bản không hề có ý định buông bỏ. Chương 4558 mà vì thẹn quá hóa giận, hoàn toàn mất đi lý trí, định sẽ giết chết Long Hình ngay tại chỗ với một nhát kiếm. Không ổn, nếu như cậu ta thật sự giết Long Hình thì Tiêu Chính Văn nhất định sẽ không chịu để yên, một ông lão nước Tề kinh hoàng lên tiếng. Nhưng Long Hình đâu hề tầm thường như họ nghĩ. Long Hình tung nắm đấm về phía thanh kiếm khổng lồ, nắm đấm đó dường như mang theo sức mạnh vô tận. Hả, đây là thủ pháp gì? Ông lão đứng bên cạnh Ngụy Vinh Kỳ lộ ra vẻ nghi hoặc. Dùng sức mạnh vô tận chống lại kiếm trảm thiên của Điền Văn, đây không khác gì dùng tính mạng để đặt cược, nhưng biểu cảm của Long Hình căn bản không hề có chút sợ hãi.
Ngay cả Hồng Ấn cũng phải nhíu mày, không thể nhìn ra được điều gì trong đó. Mặc dù ông ta đến từ vùng ngoài vũ trụ, nhưng cũng không thể so sánh với Tiêu Chính Văn, dù sao trong Thiên Sơn Thư Lục cũng ghi lại rất nhiều trận pháp huyền bí. Không đúng, hắn đang vào chỗ chết để tìm đường sống. Sinh tử luân hồi, nếu cạn kiệt sinh khí thì sẽ chết, còn chỗ chết thường sẽ sinh ra sinh khí. Chẳng trách hắn dám chủ động khiêu chiến với Điền Văn. Hai mắt Ngụy Vinh Kỳ sáng lên nhìn Long Hình, nếu không phải lúc này hắn đang ở góc độ của người ngoài cuộc thì e rằng cũng sẽ bị đòn này của Long Hình mê hoặc. Nhưng dù sao hắn cũng là người kế vị ở nước Ngụy, đã trải qua vô số trận chiến, thậm chí từng đấu với một nhân vật đáng sợ như Mông Điềm, vì vậy kiến thức của hắn vượt xa người khác. Ánh sáng mặt trời chói lóa, trên bầu trời dường như đồng thời xuất hiện hai mặt trời, một luồng khí nóng bỏng lan ra toàn bộ thành thiên khu trong chốc lát. Nhưng khi ánh sáng vàng tan biến, trên nắm đấm của Long Hình lại tỏa ra tia sáng chói lóa, một âm thanh lớn như sóng thần ập đến. Cú đấm này đáng sợ hơn rất nhiều so với cú đấm vừa rồi, thậm chí còn cho người ta cảm giác đấm thẳng lên trời, rung chuyển vũ trụ. Sao có thể như vậy được? Ngay cả Điền Văn cũng lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhân vật như Điền Văn cũng không thể tung một đòn cùng đẳng cấp nữa sau khi tung đòn vừa rồi. Còn Long Hình càng đấu càng dũng mãnh. Sức chiến đấu không hề giảm mà còn tăng lên, vượt xa sự tưởng tượng của Điền Văn. Sức mạnh từ cú đấm của Long Hình quá mạnh mẽ, chấn động khoảng không trước mặt Điền Văn, đồng thời một uy lực vô song phóng đến. Điền Văn chỉ cảm thấy toàn thân bị luồng sức mạnh vô song bao phủ, một ngón tay cũng không thể động đậy. Cả người giống như bị trói buộc. Nhìn thấy cảnh tượng này, mắt Hồng Ấn phóng ra hai tia sáng đáng sợ. Chương 4559 nếu không phải trực giác nói cho ông ta biết Tiêu Chính Văn cực kỳ nguy hiểm thì e rằng bây giờ ông ta đã ra tay rồi. Cú đấm của Long Hình phóng thẳng đến mặt Điền Văn. Mặc dù nắm đấm của Long Hình còn cách Điền Văn một khoảng, nhưng Điền Văn lại không tự chủ được lùi lại phía sau. Uy lực của nắm đấm lập tức xé rách quần áo của Điền Văn, đồng thời, Điền Văn phun ra một ngụm máu lớn. Hắn kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Long Hình với vẻ khó tin. Anh, đạo cảnh của anh, lúc này, Điền Văn cuối cùng cũng hiểu tại sao lúc nãy Tiêu Chính Văn lại nói sẽ cho bọn họ một cơ hội chiến đấu công bằng. Đạo cảnh của Long Hình đã vượt qua hắn, mặc dù Long Hình vẫn là đế cảnh, nhưng thực lực đã vượt qua thiên cảnh cấp 1. Nếu Long Vương không hiện thân thì lúc nãy anh đã chết rồi. Long Hình lạnh lùng nhìn Điền Văn rồi nói. Đúng vậy. Nếu Tiêu Chính Văn không ra mặt phá vỡ vòng vây của bọn họ với Long Hình và Long Nguyệt thì Điền Văn chắc chắn sẽ chết dưới nắm đấm của Long Hình. Nhớ lại vừa rồi Điền Văn còn định cùng Khổng Tề Thiên vây công Long Hình và Long Nguyệt, trên trán hắn cũng lấm tấm mồ hôi. Nhìn thấy cảnh này, dù là Ngụy Vinh Kỳ hay Triệu Thắng thì sắc mặt đều xa sầm lại, nhíu chặt mày. Long Hình cũng chỉ là một trong tứ đại Long Tôn của Điện Thần Long. Mặc dù bọn họ không biết Long Tôn đại diện cho cái gì, nhưng về thực lực hay cảnh giới đều kém hơn Tần Lương Ngọc và Trần Huy Tổ. Ngay cả Long Hình cũng có thể đánh Điền Văn phun ra máu chỉ bằng một chiêu, vậy thì Tần Lương Ngọc và Trần Huy Tổ thì sao? Còn có cả Viên Thiên Canh chưa từng xuất hiện thì sao? Từ đây có thể thấy, Điện Thần Long quả nhiên không tầm thường. Mặc dù trước đó Điền Văn đã bị sỉ nhục, mất đi tự tin, nhưng dù sao hắn cũng là một trong bốn cậu chủ chiến quốc. Chắc chắn không thể bại dưới tay Long Hình dễ dàng như vậy được. Nhưng sự thật mạnh hơn lời hùng biện, Điền Văn đã bị Long Hình đánh bại chỉ trong một chiêu. Mặc dù Điền Văn lúc này vẫn còn sức chiến đấu, nhưng chẳng còn ý nghĩa gì nữa. Nếu đấu tiếp thì Điền Văn sẽ chỉ thua thảm hại hơn, thậm chí còn có thể mất mạng. Một người là đế cảnh cấp 8, một người là cậu chủ chiến quốc thiên cảnh cấp 1, cho dù hòa nhau thì Điền Văn cũng tính là thua. Điền Văn lúc này không còn mặt mũi nào để đấu với Long Hình nữa. Hắn biết rõ đạo cảnh của đối phương đã vượt xa hắn, cho dù hắn hơn đối phương một cảnh giới nhỏ, chỉ cần chưa vượt qua một cấp bậc thì chắc chắn hắn không phải đối thủ của Long Hình. Nếu đánh tiếp, hắn chỉ có thể thua thảm hại hơn, đến lúc đó, chưa nói đến việc mất hết thể diện mà có khi tính mạng cũng không cứu được. Không ngờ cậu chủ Điền Văn lại bại trận như vậy, Triệu Thắng nheo mắt đánh giá thật kỹ Long Hình. Chương 4560 mặc dù ông ta chưa từng đấu với Long Hình, nhưng từ cảnh tượng vừa rồi, ông ta biết Điền Văn đã cố hết sức lực, nhưng vẫn bị Long Hình đấm nôn ra máu.
Điều này khiến Triệu Thắng vô cùng kinh ngạc. Cùng là cậu chủ chiến quốc, Triệu Thắng biết rất rõ thực lực của Điền Văn. Bây giờ Điền Văn đã đột phá lên thiên cảnh, thực lực trở nên mạnh mẽ hơn, nhưng cuối cùng vẫn bị hạ gục dễ dàng. Tiêu Chính Văn nhìn có vẻ ngang ngược, không có tâm cơ, nhưng thực ra lại thâm sâu khó lường. Hoàng Yết thở dài nói. Lúc này, Long Nguyệt cũng tiến lên một bước, nói với Điền Khải, mong cậu chủ chỉ bảo. Từ vết xe đổ của Điền Văn, Điền Khải nào dám coi thường Long Nguyệt nữa. Thực ra bọn họ đều đã bỏ qua một chi tiết nhỏ, đó là lúc nãy 5 người bọn họ hợp lực mới có thể đấu lại được Long Nguyệt và Long Hình. Sức lực của một người không thể so sánh với 5 người hợp lực lại. Tiêu Chính Văn có được những bí mật cổ xưa được ghi chép trong Thiên Sơn Thư Lục, mà đám người Long Hình lại được Tiêu Chính Văn truyền dạy. Trên thực tế, chỉ riêng về phần kế thừa, đám cậu chủ chiến quốc không thể so sánh nổi với bọn họ. Cùng với sự thất bại của Điền Văn, sự tự tin của Điền Khải cũng bị lung lay. Lúc Long Nguyệt ra tay, trong lòng Điền Khải không giữ nổi bình tĩnh. Vừa rồi hắn cũng cẩn thận quan sát Long Nguyệt, tuy chiêu thức của cô ấy hơi kỳ quái, nhưng chỉ cần không cho cô ấy cơ hội ra tay thì hắn chưa chắc đã thua. Nhưng lúc hắn định chặn đòn tấn công của Long Nguyệt thì bóng hình của Long Nguyệt đột nhiên biến mất trong hư không. Trong hư trong chỉ xuất hiện một gợn sóng, một giây sau, Long Nguyệt đã xuất hiện bên cạnh hắn. Một luồng sức mạnh dâng trào như sóng triều ập tới khiến Điền Khải cũng không dám do dự, vung nắm đấm hướng về phía Long Nguyệt. Lúc này, Long Nguyệt tung trưởng, cả hư không cũng khẽ lắc lư, như một viên đá rơi xuống mặt nước, lấy lòng bàn tay Long Nguyệt làm trung tâm, tạo ra gợn sóng lắc lư. Bỗng chốc, Điền Khải cảm giác cả người cuộn trào như sóng biển, trước mắt hắn không phải một cô gái yếu đuối, mà là một con sóng khổng lồ cao tới vạn trượng. Còn hắn chỉ như một người bình thường đứng dưới con sóng lớn, đối mặt với con sóng khổng lồ, hắn nhỏ bé và bất lực. Dường như chỉ cần thủy triều hạ xuống là có thể khiến hắn tan xương nát thịt. Đợi đã, Điền Khải đột nhiên chắp tay, thở hổn hển nói, tôi nhận thua. So với Điền Văn, Điền Khải thông minh hơn nhiều. Hắn biết chỉ cần đối mặt với trưởng này của Long Nguyệt, hắn sẽ còn thê thảm hơn Điền Văn. Lúc này, chủ động nhận thua mới là sự lựa chọn thông minh nhất của hắn. Thấy Điền Khải đã nhận thua, Long Nguyệt cũng thu lại khí thế, chắp tay nói với Điền Khải, đã nhường rồi. Chỉ trong chốc lát, hai vị cậu chủ đã lần lượt bị đánh bại, tất cả mọi người đều vô cùng kinh ngạc. Chương 4561 Long Hình và Long Nguyệt cùng lắm cũng chỉ là tay sai đắc lực của Tiêu Chính Văn, thậm chí còn không được coi là đồ đệ. Điều này cũng chứng tỏ một điều rằng, Điện Thần Long không thể ức hiếp. Giới thế tục càng không thể động vào, một thế lực mới đã lặng lẽ trỗi dậy ở vùng ngoài lãnh thổ. Long Hình và Long Nguyệt không chỉ dùng hành động đánh lên mặt anh em Điền Văn mà còn cho tất cả mọi người đang có mặt một cái tát rất kêu. Cậu chủ chiến quốc mà họ vẫn luôn phục tùng lại bị đánh bại chỉ với một đòn. Quan trọng hơn là Long Nguyệt và Long Hình bây giờ còn ở cảnh giới đế cảnh cấp 8, nếu như bọn họ đột phá lên thiên cảnh thì có phải là nguy rồi hay không? Bây giờ bọn họ đã có thể đánh bại hai anh em Điền Văn chỉ với một đòn, nếu như tới được thiên cảnh thì e rằng sẽ thực sự là vô địch ở cùng bậc cảnh giới. Bây giờ, ai còn dám khinh thường Điện Thần Long, ai còn dám coi nhẹ thế tục nữa đây? Những tông môn hay thế lực các phương khi trước còn ôm mộng tưởng với thế tục, lúc này cũng buộc phải gạt đi ý định của mình. Còn về đế khư, ai còn dám nhòm ngó tới nữa? Mấu chốt đó còn chỉ là một đàn em của Tiêu Chính Văn. Mà bản thân Tiêu Chính Văn thì đã ở thiên cảnh từ lâu, thực lực của Tiêu Chính Văn sẽ khủng bố tới độ nào? E rằng cục diện của vùng ngoài lãnh thổ sắp biến đổi. Sợ là giới thế tục cũng sắp chiếm luôn vị trí số một luôn rồi, ông lão sau lưng Ngụy Vinh Kỳ khẽ thở dài một tiếng, nói. Ông lão, ý của ông là, Ngụy Vinh Kỳ quay đầu nhìn về phía ông lão sau lưng, lên tiếng với vẻ kinh ngạc. Điện Thần Long. Hoặc là nói sự xuất hiện của Tiêu Chính Văn đã thay đổi cục diện của vùng ngoài lãnh thổ, thậm chí đã phá vỡ sự cân bằng giữa các phương. Vậy nên nước Ngụy chúng ta tốt nhất đừng đối địch với Điện Thần Long, cũng đừng nhúng tay vào chuyện trong giới thế tục. Ánh mắt của ông lão nhìn về phía Tiêu Chính Văn, trầm giọng nói. Lão tướng quân Long Cổ, lẽ nào ngay cả ông cũng, Ngụy Vinh Kỳ vẫn còn chưa nói hết câu, Long Cổ đã ngắt lời, vừa mới nhận được thông tin bên phía Thành Minh Nguyệt. Thành Minh Nguyệt xảy ra chuyện lớn rồi. Lúc này tuyệt đối không thể tùy ý hành động. Thấy biểu cảm nghiêm trọng của Long Cổ,
trong lòng Ngụy Vinh Kỳ không khỏi trầm xuống. Sao thế, lẽ nào âm phủ đã xông lên trên mặt đất rồi, Ngụy Vinh Kỳ kinh hô. Long Cổ khẽ gật đầu. Lúc này, Tiêu Chính Văn cũng nhận được tin báo, bên phía thành Minh Nguyệt, âm phủ đã tiến vào thế giới trên mặt đất. Cả đảo huyền không ngay lập tức chìm vào tĩnh lặng, gần như tất cả mọi người đều nhìn về phía Tiêu Chính Văn, chỉ cần Tiêu Chính Văn chưa lên tiếng thì bọn họ chỉ có thể yên lặng chờ đợi. Trận chiến ngày hôm nay đã chứng minh cho người đời thấy được thực lực của Điện Thần Long, nói một cách chuẩn xác thì Tiêu Chính Văn đã dựa vào sức mình đàn áp cho tất cả bọn họ không ngóc đầu lên nổi. Chương 4562 mà chuyện lớn phát sinh bên phía thành Minh Nguyệt chỉ có mấy cậu chủ chiến quốc mới có thể giải quyết, trong khi mấy người bọn họ trước mắt lại chỉ có thể làm việc dựa theo sắc mặt của Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, bên phía thành Minh Nguyệt đã xảy ra chuyện lớn rồi, lẽ nào anh còn không thả cho chúng tôi trở về sao? Điền Khải nở một nụ cười lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Ban nãy tay sai của nước Tề đã âm thầm báo cho anh em Điền Văn biết chuyện xảy ra bên phía thành Minh Nguyệt, điều này cũng khiến cho Điền Khải nhìn thấy một tia hy vọng tìm lại thể diện. Hơn nữa, hai người Hachiki Orochi và Tử Cống đang trên đường tới thành Thiên Khu. Bên phía Thiên Đạo Minh Ước cũng sẽ cử đại diện tới. Mặc dù Tiêu Chính Văn kế thừa tàn niệm của Hạng Vương, thế nhưng dù là bản thân Hạng Vũ, tới cuối cùng cũng chết trong tay Thiên Đạo Minh Ước, Tiêu Chính Văn anh còn có thể dấy lên được sóng to gió lớn gì? Hình như anh lại có chỗ dựa rồi nhỉ? 80% là Hachiki và Tử Cống đang trên đường tới rồi phải không? Tiêu Chính Văn liếc nhìn Điền Khải, anh đã nhìn ra được manh mối từ trong ánh mắt của hắn. Anh biết là tốt, chuyện liên quan tới Thành Minh Nguyệt hết sức hệ trọng. Ngay cả Thiên Đạo Minh Ước cũng cực kỳ coi trọng. Tôi biết trong người anh có mang tàn niệm của Hạng Vũ, thế nhưng anh đừng quên ngay cả bản thân Hạng Vũ cũng chết ở trụ sở của Thiên Đạo Minh Ước. Điền Khải vừa nói dứt lời, Điền Văn cũng cười lạnh lùng lên tiếng, mặc dù chúng tôi không phải đối thủ của anh, thế nhưng ông Tử Cống cũng xem như một phạm trù khác nhỉ. Hôm nay anh công khai sỉ nhục chúng tôi chẳng khác gì đang sỉ nhục nhà họ Khổng, lúc ông Tử Cống tới đây cũng chính là thời điểm anh phải chết. Điền Văn chỉ về phía Tiêu Chính Văn với gương mặt méo mó, nghiến răng nói. Tiêu Chính Văn lạnh lùng liếc nhìn Điền Văn, bình thản nói, vậy thì tốt, tôi lại muốn nhìn xem Tử Cống sẽ giết tôi kiểu gì. Vừa dứt lời, một ánh hào quang đột nhiên lóe lên từ phía chân trời. Nhìn thấy ánh hào quang này, ngay cả Long Cổ cũng khẽ nhíu mày. Đó là ánh hào quang phát ra từ âm sát cổ kính, mà ánh hào quang này vừa mới xuất hiện. Cả thành Thiên Khu đều bị bao trùm vào bên trong. Một luồng khí tức mạnh mẽ như biển sao bao trùm, thậm chí cả thành Thiên Khu đều đang lung lay sắp sụp đổ. Âm sát cổ kính là một trong số 8 bảo vật của nhà họ Khổng, dù là Tử Cống, chưa tới đường cùng thì cũng không thể tùy tiện sử dụng, xem ra tình hình bên phía thành Minh Nguyệt đã cực kỳ không khả quan. Chương 4563 mà ánh hào quang này rất nhanh đã quy tụ thành một điểm, chiếu thẳng về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn thậm chí còn chẳng buồn liếc nhìn ánh hào quang đó lấy một lần, vẫn đang nhàn nhã uống trà. Lúc này, một luồng khí tức cường đại khác cũng dâng lên theo. Cút, một chữ cút giống như thiên lôi, khiến cho ánh hào quang kia chấn động tới nát vụn. Ngay sau đó, chỉ thấy một người đàn ông cường tráng mặc giáp bạc, tay cầm giáo dài đạp trời tiến đến. Dù đồng thời đối diện với hai người Hachiki và Tử Cống. Người đàn ông mặc giáp bạc vẫn không hề lộ ra chút lo sợ nào, ngược lại bá khí ngút trời còn cản lại khí tức của Tử Cống và Hachiki. Vào khoảnh khắc người này xuất hiện, dù là Điền Văn hay là Khổng Tề Thiên thì gần như sắc mặt đều đồng thời biến đổi. Bàng Uyên, Tử Cống nhìn về phía người đàn ông mặc giáp bạc, cực kỳ không cam tâm gầm lên một tiếng, thế nhưng Bàng Uyên chỉ vung thanh giáo dài trong tay lên, một luồng sáng sắc lạnh đã chiếu rọi khắp bốn phương. Dù là Hachiki hay là Tử Cống thì căn bản đều chẳng thể sánh ngang được với Bàng Uyên. Vốn dĩ chuyến đi này của bọn họ là nhắm vào Tiêu Chính Văn, thế nhưng sự xuất hiện của Bàng Uyên lại làm đảo lộn hết tất cả kế hoạch của bọn họ. Bọn họ đã nghe nói về quan hệ giữa Tứ Kiệt Chiến Quốc và Tiêu Chính Văn từ lâu, bây giờ muốn giết Tiêu Chính Văn ở trước mặt Bàng Uyên đã là chuyện không có khả năng. Sau khi hai người do dự mất một lúc thì cũng đành lùi ra phía sau. Xem ra ông Tử Cống mà mấy người chờ đợi chỉ có thể khiến cho mấy người thất vọng mà thôi, Tiêu Chính Văn nhìn về phía Điền Văn, mà Điền Văn thì lại đang siết chặt tay thành nắm đấm. Hắn đã phẫn nộ tới cực điểm, mặc dù Bàng Uyên không phải một trong số Tứ Kiệt Chiến Quốc có thực lực đỉnh cao,
thế nhưng hạng như Tử Cống thì còn lâu mới xứng làm đối thủ của ông ta, Long Cổ nhìn về phía Bàng Uyên bằng ánh mắt hết sức sùng kính. Dẫu sao thì trước đây ông ta cũng là một trong số những cấp dưới của Bàng Uyên. Hừ, hạng tép siêu như Tử Cống sao có thể so với chiến thần đại ngụy của chúng ta, Ngụy Vinh Kỳ nhìn về phía Bàng Uyên với vẻ ngưỡng mộ. Dù gì Bàng Uyên cũng từng là ngụy thần, thế nhưng không biết tại sao sau khi tới vùng ngoài lãnh thổ lại thông đồng làm bậy với mấy người Trương Nghi, cùng nhau quy phục về dưới trướng Doanh Thị. Đây cũng là nỗi đau không thể xóa nhòa trong lòng Ngụy Vinh Kỳ. Nếu như bây giờ Bàng Uyên vẫn là ngụy thần thì việc gì hắn phải bồi dưỡng ngụy võ hầu cơ chứ? Việc gì phải đi xin Ngô Khởi viện trợ? Mạt tướng Long Cổ tham kiến thượng tướng quân. Chương 4564 thấy Bàng Uyên sải bước tiến về phía đảo Huyền Không, Long Cổ vội vàng đứng dậy chắp tay chào hỏi Bàng Uyên. Không cần đa lễ, Bàng Uyên cười nhạt, sau đó nhìn về phía mấy người Điền Văn, sắc mặt khó đoán, lên tiếng, Điền Văn, Điền Khải. Tôi cũng có chút nguồn gốc với tổ thượng của mấy người, hành vi của mấy người bây giờ thật sự khiến cho tổ thượng của mấy người phải cảm thấy hổ thẹn. Điền Văn và Điền Khải bị Bàng Uyên chửi cho mất mặt ngay trước bao nhiêu người, thế nhưng đối diện trực tiếp với một trong số tứ kiệt chiến quốc, dù trong lòng họ có hàng nghìn hàng vạn nỗi uất ức thì cũng không dám thốt ra nửa chữ không. Bỏ đi, lui xuống. Bàng Uyên khinh thường xua tay với hai anh em Điền Văn, sau đó sải bước tiến về phía Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn chậm rãi đứng dậy, tiện tay thu khí vận thiên khu vào trong ống tay áo, sau đó chắp tay nói với Bàng Uyên, tham kiến tướng quân Bàng. Cậu Tiêu, Bàng Uyên cũng chắp tay chào hỏi Tiêu Chính Văn, sau đó nói với biểu cảm nghiêm trọng, âm phủ dâng lên mặt đất, thế lực các phương đều có không ít người bị nhốt trong thành Minh Nguyệt, hơn nữa mấy người Trương Việt cũng bị nhốt ở trong đó rồi. Cái gì, âm phủ khống chế thành Minh Nguyệt rồi ư, Long Cổ thất thanh hét lên. Lời này vừa mới thốt ra, tất cả mọi người đang có mặt đều kinh ngạc tới mức biến sắc. Từ cổ chí kim, âm phủ vẫn luôn bị áp chế bên trong lòng đất, một khi âm phủ dâng lên trên mặt đất, vậy thì chắc chắn sẽ khiến cho đất cằn trải dài ngàn dặm. Tình hình cụ thể vẫn chưa rõ, chỉ là rêu âm dương đã xuất hiện ở bên ngoài thành Minh Nguyệt rồi, Bàng Uyên thở dài nói với vẻ mặt nghiêm trọng. Rêu âm dương là một loài rêu sinh trưởng trong âm phủ, là một loại thực vật mà chỉ cõi âm mới có. Bây giờ nó lại xuất hiện xung quanh thành Minh Nguyệt, điều đó nói lên rằng tình hình bên trong thành Minh Nguyệt đã xấu tới cực điểm. Người nhà họ Trương đều bị nhốt trong thành Minh Nguyệt ư. Đối với Tiêu Chính Văn mà nói, chuyện anh quan tâm nhất vẫn là an nguy của mấy người Trương Việt. Ngoại trừ Trương Việt ra, không một ai trong nhà họ Trương thoát ra được, chỉ là, không để cho Bàng Uyên nói hết câu, Tiêu Chính Văn đã ngắt lời, thành chủ Tần, theo tôi tới thành Minh Nguyệt cứu người. Chương 4565 có thể nói trong tất cả những người có mặt ở đó, ngoài người của Điện Thần Long, gần như mọi người đều cảm thấy khó hiểu với quyết định này của Tiêu Chính Văn. Cậu Tiêu, nếu tùy ý đến cứu người e là chỉ sẽ gây thêm thương vong thôi, thật ra đã có hàng ngàn người mắc kẹt trong thành Minh Nguyệt, hơn nữa bên phía Thánh Giáo Đỉnh cũng có hàng ngàn người ở trong đó. Bàng Uyên đưa danh sách các thế lực bị kẹt trong thành Minh Nguyệt cho Tiêu Chính Văn, anh chỉ nhìn lướt qua, có tất cả hơn 70.000 người. Sau khi tình hình ở thành Minh Nguyệt trở nên nghiêm trọng, gần như các thế lực đều phái một lượng người chạy đến nơi xảy ra sự việc. Thế nên đến giờ số người bị mắc kẹt trong đó vẫn đang liên tục tăng lên. Tôi biết rồi, nhưng cho dù thế nào cũng phải cứu được người nhà họ Trương. Còn đám người bọn họ không được phép rời khỏi đảo Huyền Không trước khi tôi quay lại. Vừa dứt lời, cả người Tiêu Chính Văn lập tức biến mất trong tầm mắt mọi người. Lẽ nào nhà họ Trương quan trọng với cậu Tiêu thế sao, Bàng Uyên cũng hơi ngạc nhiên. Bàng Uyên biết trước kia Tiêu Chính Văn và nhà họ Trương không có nhiều liên quan với nhau, cũng không đến nỗi mạo hiểm vì nhà họ Trương chứ. Nhà họ Trương cũng là một thành viên của Điện Thần Long giống bọn tôi, Long Nguyệt nhìn Bàng Uyên nói. Chỉ có người của Điện Thần Long mới hiểu được mỗi người trong Điện Thần Long đều có tình cảm như anh em ruột thịt với nhau. Không chỉ Bàng Uyên không thể hiểu được mà người ở đó cũng không thể hiểu. Ngụy Vinh Kỳ và Long Cổ càng không hiểu. Dù sao các thế lực cũng có người bị mắc kẹt trong thành Minh Nguyệt, nước Ngụy cũng có hàng trăm người không rõ tung tích, bên Thánh Giáo Đình cũng có hàng ngàn người bặt vô âm tín. Nhưng dù là Thánh Giáo Đình hay nước Ngụy cũng chưa từng nói đi cứu người, vậy mà Tiêu Chính Văn lại không ngại hiểm nguy, điều này làm cho người ta phải suy nghĩ. Không được,
không thể để cậu ta đến đó, phải ngăn cậu ta lại. Nói rồi Bàng Uyên cũng biến mất, thoáng chốc đã không thấy đâu nữa. Long Nguyệt, Long Hình, chúng ta cũng đến đó. Tần Lương Ngọc gọi mấy người Long Nguyệt rồi bước lên đám mây chạy đến thành Minh Nguyệt với mấy người Trần Huy Tổ. Mọi người há hốc mồm nhìn đám người Điện Thần Long lần lượt chạy đến thành Minh Nguyệt. Ngụy Vinh Kỳ khẽ cười nói, Điện Thần Long, thú vị đấy. Thật ra nước Ngụy cũng có không ít cao thủ bị mắc kẹt trong thành Minh Nguyệt không rõ sống chết, nhưng hắn không quan tâm đến họ. Nhưng Tiêu Chính Văn dường như đều rất để tâm đến từng người trong Điện Thần Long, càng có nhiều mối bận tâm thì thường sẽ khó làm nên chuyện lớn. Thế nên sự thù địch của Ngụy Vinh Kỳ với Tiêu Chính Văn cũng giảm xuống. Chương 4566 Một tướng lĩnh thành công phải hy sinh hàng ngàn tính mạng, mỗi người muốn làm nên việc lớn đều phải tàn nhẫn, xem người dân như con cờ, cũng chỉ có thế mới có thể không bao giờ thất bại. Mặc dù Tiêu Chính Văn có tình có nghĩa với người Điện Thần Long nhưng với Ngụy Vinh Kỳ tình nghĩa vốn dĩ là thứ đại kỵ. Ở một bên khác, Tiêu Chính Văn thoáng chốc đã đến ngoài thành Minh Nguyệt, lúc này trong thành Minh Nguyệt phủ đầy sương màu đen. Một tòa cung điện đen tuyền đã chiếm vị trí quảng trường trong thành trước đó. Dương hỏa màu đen lúc sáng lúc tối làm cho cả thành Minh Nguyệt trông cực kỳ đáng sợ, u ám. Tiêu Chính Văn dứt khoát triển khai toàn lực sải bước đi về phía thành Minh Nguyệt. Uy lực của cường giả thiên cảnh khiến không ít người đều lùi về sau, hoảng sợ nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Lẽ nào là trưởng lão Thanh Dương đánh tới đây rồi? Nhiều người đều nhầm Tiêu Chính Văn thành Thanh Dương. Thậm chí có người lập tức đột phá cảnh giới thiên cảnh rồi biến thành luồng sáng tháo chạy. Lúc này rất nhiều người của các thế lực đã tụ tập ngoài thành Minh Nguyệt đều đang bàn luận quá trình thành Minh Nguyệt bị âm phủ chiếm cứ. Hóa ra trưởng lão Thanh Dương đuổi giết đám ma quỷ lao ra từ trong âm phủ đã phá hủy mạch đất mới khiến nhà họ Trương không thể kịp thời rời Long Mạch về, thành Minh Nguyệt cũng vì thế mà lâm vào nguy hiểm. Lúc này lại cảm nhận được khí tức của cao thủ thiên cảnh, nhiều người đều thầm lo lắng. Nhưng không lâu sau mọi người nhận ra người đến không phải là trưởng lão Thanh Dương mà là một người đàn ông trẻ tuổi. Lúc này Tiêu Chính Văn sải bước đi thẳng đến một ngọn núi cao ngoài thành Minh Nguyệt. Đã có không ít người dựng nơi đóng quân trên đỉnh núi, Tiêu Chính Văn lướt nhìn một vòng rồi đáp xuống trước mặt đám người Trương Việt. Trương Việt đang tràn đầy lo lắng lập tức nhận ra Tiêu Chính Văn, vội vàng bước đến nói, cậu Tiêu, cậu đến rồi à? Tiêu Chính Văn gật đầu nói, ừ. Bây giờ những người khác thế nào rồi? Nghe Tiêu Chính Văn hỏi thế, Trương Việt thở dài, hai, ngoài tôi và mấy đứa nhỏ nhà họ Trương ra, hầu như người nhà họ Trương đều ở trong thành Minh Nguyệt. Tiêu Chính Văn quay lại nhìn về phía thành Minh Nguyệt, vẻ mặt thêm phần nghiêm trọng. Nói tình hình cụ thể, tôi muốn vào đó cứu họ. Tiêu Chính Văn vừa nói thế, Trương Việt cảm động vành mắt đỏ ửng. Nhưng người của các thế lực khác lại ngạc nhiên nhìn Tiêu Chính Văn. Cũng có nhiều người lộ ra vẻ đố kỵ. Dù sao từ khi thành Minh Nguyệt xảy ra chuyện đến nay, chỉ có các nhân vật tầm cỡ bên Điện Thần Long chạy đến, các thế lực khác lại không có ai hỏi han đến. Kết quả ngay khi họ còn đang sửng sốt thì lại có thêm một luồng sáng nữa chạy đến. Mấy người Tần Lương Ngọc và Bàng Uyên cùng lúc chạy đến. Mọi người có thể yên tâm, tôi nhất định sẽ cố gắng hết sức cứu họ ra, Tiêu Chính Văn lại an ủi người nhà họ Trương. Chương 4567 nghe thế sắc mặt người nhà họ Trương bớt đi vài phần lo lắng. Cậu Tiêu, mặc dù cậu có lòng muốn cứu người nhưng tôi có lời muốn nói, mong cậu Tiêu suy xét. Đúng lúc này một người đàn ông trung niên mặc đồ trắng bước đến chỗ Tiêu Chính Văn. Ông ta chính là một giáo chủ áo đỏ của Thánh Giáo Đình, cũng là người phụ trách của Thánh Giáo Đình ở đây. Mời nói, Tiêu Chính Văn gật đầu. Cậu Tiêu, trước đây trưởng lão Thanh Dương có lệnh. Bất kỳ ai cũng không được tùy tiện đi vào thành Minh Nguyệt, hơn nữa nhà họ Trương cũng chỉ có mấy chục người bị mắc kẹt trong đó thôi. Chút tổn thất này gần như chẳng là gì so với các thế lực khác cả. Đúng là như ông ta nói, cùng lắm nhà họ Trương cũng chỉ có chưa đến 100 người vào trong, hiện giờ có nhiều nhất là 50-60 người bị mắc kẹt ở thành Minh Nguyệt. Số người nhỏ như thế không bằng một con số không của các thế lực khác. Lắm chuyện. Tiêu Chính Văn vốn dĩ đang tức giận, lời này của ông ta khiến Tiêu Chính Văn bộc phát. Trần Huy Tổ không nhiều lời, bước đến tát vào mặt giáo chủ áo đỏ đó vài cái. Tiếng bạt tai vang lên cực rõ, mọi người ở đó đều sửng sốt. Không ít người đều nhìn về phía Tiêu Chính Văn.
Anh Tiêu bất giận, cần gì phải so đo với người như vậy, còn không mau cút sang một bên. Ngụy Vinh Kỳ cũng chạy đến Thành Minh Nguyệt theo sau mấy người Tần Lương Ngọc. Hắn cũng rất tò mò tại sao Tiêu Chính Văn lại gấp gáp muốn vào Thành Minh Nguyệt cứu người, lẽ nào những người trong thành đó có vật gì quan trọng sao? Giáo chủ áo đỏ kia bị Ngụy Vinh Kỳ mắng một câu, chỉ đành ngoan ngoãn bước sang một bên. Anh Tiêu, vì mấy chục người mà gấp gáp thành như thế, đáng sao? Ngụy Vinh Kỳ cười hỏi. Có lẽ trong mắt các người đó chỉ là mấy chục người thôi, có lẽ dù mấy trăm hay mấy ngàn cũng chỉ là một con số. Nhưng trong mắt tôi, chỉ cần là người có liên quan đến Điện Thần Long, bất kể là ai, chỉ cần lâm vào nguy hiểm đều là chuyện lớn. Vì trong mắt tôi, dù chỉ là một người bình thường thì đó cũng là một mạng người. Huống gì người nhà họ Trương đến đây vì đại nghĩa, càng không thể bỏ mặc họ không quan tâm. Sắc mặt Tiêu Chính Văn cực kỳ u ám. Thật ra trong mắt người như Ngụy Vinh Kỳ, cho dù bao nhiêu người cũng chỉ là một con số, có trở thành núi xác biển lửa cũng không liên quan đến hắn. Nhưng trong mắt Tiêu Chính Văn, họ lại là những mạng sống đáng giá, càng đại diện cho mấy chục gia đình. Nhưng dĩ nhiên Ngụy Vinh Kỳ không thể hiểu được lời giải thích của Tiêu Chính Văn, vẫn khuyên, anh Tiêu, tôi khuyên anh một câu, đừng đi vào thành. Chương 4568 bây giờ chuyện này hơi nan giải, tùy tiện đi vào đó e là anh Tiêu sẽ gặp nguy hiểm. Ngụy Vinh Kỳ cũng nhắc nhở. Đúng thế, tôi cũng đã nhận được tin tức, Thiên Đạo Minh Ước và Vạn Kiếm Cốc đã quyết định lấy chìa khóa Thiên Nguyệt khóa chặt Thành Minh Nguyệt để tránh liên lụy cả Tây Vực. Lỡ đâu cậu Tiêu vừa vào Thành Minh Nguyệt thì bị phong tỏa trong thành, hậu quả e là không thể tưởng tượng được, sắc mặt Bàng Uyên trở nên khó coi nói. Bàng Uyên vừa dứt lời, một đợt trăng máu đã mọc lên, mọi người đều cảm nhận được khí tức khác thường từ trong trăng máu đó. Móc Thiên Nguyệt là vũ khí thần thời xưa, nếu muốn tra cứu lịch sử thì e là còn lâu hơn cả cửu đỉnh của Vũ Vương, gia tộc hàng đầu Thái Hạo trước đó từng phong ấn quái thú thượng cổ bằng Móc Thiên Nguyệt. Móc Thiên Nguyệt vừa xuất hiện, cả Thành Minh Nguyệt cũng bị phong tỏa, tất cả những người mắc kẹt trong đó sẽ bị nhốt trong đó mãi mãi. Cho dù cậu muốn vào cứu người hay không, chúng tôi đều sẽ phong tỏa Thành Minh Nguyệt vào 11 giờ đêm nay theo những gì đã bàn bạc. Đúng lúc này một ông lão của Vạn Kiếm Cốc bước ra khỏi đám người. Ông ta vừa dứt lời, một luồng khí tức đáng sợ vây đến. Một hàng chữ nho cực lớn hiện ra giữa không trung, hiện tượng thiên nhiên cũng đột nhiên thay đổi theo sự xuất hiện của hàng chữ nho này. Từng đám mây trên bầu trời đều đang phát ra sức mạnh cực lớn ngăn chặn khí tức của Thành Minh Nguyệt và thế giới bên ngoài. Ngay sau đó mặt đất cũng xuất hiện những vết nứt sâu không thấy đáy, chỉ thoáng chốc Thành Minh Nguyệt đã bị cô lập. Có thể nói không chỉ bên Vạn Kiếm Cốc tung ra con bài cuối, ngay cả nhà họ Khổng cũng tham gia vào, đồng thời Thiên Đạo Minh Ước cũng đưa Móc Thiên Nguyệt ra, ba luồng khí tức cùng giam giữ Thành Minh Nguyệt. Người của tôi còn chưa ra ngoài mà các người muốn phong tỏa rồi sao? Sắc mặt Tiêu Chính Văn trở nên lạnh lùng, một luồng sáng màu vàng xuất hiện. Tịnh Châu đỉnh kêu lên, ngay lập tức trời đất chấn động, ngay cả mặt trăng máu cũng đung đưa theo. Dù sao Tịnh Châu đỉnh cũng là do chính tay Vũ Vương tạo ra, có cả khí vận của trời đất nên Tịnh Châu đỉnh vừa xuất hiện, mặt đất vốn dĩ đã bị nứt nhanh chóng kết hợp lại với nhau. Khí tức vừa rồi đã bị chia cắt cũng dần hợp lại lần nữa. Ai mà ngờ Tiêu Chính Văn vừa ra tay đã làm loạn toàn bộ sắp xếp của Thiên Đạo Minh Ước và Vạn Kiếm Cốc, một người đàn ông đồ trắng bên Vạn Kiếm Cốc không khỏi nhíu mày, tiến đến trước một bước. Người đàn ông đồ trắng tỏ vẻ kiêu ngạo mà chính bản thân hắn cũng xuất thân từ sự cao quý. Nhưng vừa mới nhấc chân bước ta, ngay cả ông lão Vạn Kiếm Cốc trước đó đều chắp tay với người đàn ông đồ trắng. Đám người Ngụy Vinh Kỳ cũng chắp tay với ông ta, vẻ mặt cực kỳ cung kính. Người này chính là con trai duy nhất của trưởng lão Thanh Dương. Cả đời trưởng lão Thanh Dương chuyên tâm vào học võ, về già mới có con nên cũng cực kỳ cưng chiều đứa con trai này. Chương 4569 thậm chí vì đứa con trai này mà gần như đã từng đến khắp các thế lực để mời giáo viên có tiếng về, nghe nói ông ta còn tự mình dẫn con trai đến chào hỏi Trương Nghị một trong bốn tuấn kiệt chiến quốc. Ông lão bước đến thì thầm vào tai người đàn ông đồ trắng vài câu, nghe thế người đó nhíu mày nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt khá phức tạp. Anh Tiêu, tôi là Cố Đồng. Nói rồi Cố Đồng chắp tay lại với Tiêu Chính Văn.
Mặc dù hắn là con trai duy nhất của trưởng lão Thanh Dương nhưng hiện giờ vẫn còn thua Tiêu Chính Văn đã đạt đến thiên cảnh một bậc. Thế nên cũng xem như có thái độ nhún nhường với Tiêu Chính Văn. Muốn phong tỏa thành Minh Nguyệt, dĩ nhiên có thể, nhưng phải là sau khi tôi cứu người, nếu không bất kỳ người nào đến cũng đừng hòng phong tỏa thành Minh Nguyệt, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Anh Tiêu, anh không biết đấy thôi, muốn phong tỏa thành Minh Nguyệt là ý của gia chủ, hơn nữa Thiên Đạo Minh Ước cũng đã đồng ý rồi, Cố Đồng lạnh nhạt nói. Dù anh có đưa Thiên Vương đến cũng đừng hòng ép được tôi, Tiêu Chính Văn đáp. Anh Tiêu, tôi nghĩ anh hiểu lầm rồi. Tôi không có ý chèn ép anh mà đang nói sự thật. Dĩ nhiên người nhà họ Trương bị mắc kẹt trong thành, lòng anh Tiêu như lửa đốt, tôi cũng có thể hiểu. Nhưng chuyện này cực kỳ quan trọng, nếu không thể ngăn chặn âm khí trong thành Minh Nguyệt kịp thời thì sẽ ảnh hưởng đến cả Tây Vực, làm vậy cũng là vì thế giới. Nếu không Tây Vực rơi vào nguy hiểm, cả ngoài lãnh thổ cũng không thể bảo toàn tính mạng được, đến lúc đó sẽ có nhiều người chết thảm hơn. Lẽ nào anh Tiêu nhẫn tâm nhìn thấy cảnh tượng thảm thiết sinh linh thành cho bụi sao? Cố Đồng có thể kiên nhẫn nói chuyện với Tiêu Chính Văn như thế đã là giữ thể diện cho Tiêu Chính Văn lắm rồi, nếu đổi lại là người khác, Cố Đồng còn lâu mới nói nhiều như thế, đã cho đối phương một bạt tai rồi. Đúng thế, anh Tiêu vẫn nên xem trọng tình hình chung, không thể vì mấy mươi người mà kéo cả Tây Vực vào được. Phải, bọn tôi có nhà nào mà không có người bị mắc kẹt trong đó ít hơn nhà họ Trương đâu. Ngay cả chúng tôi cũng chỉ đành đè nén đau thương, dù sao chuyện này liên quan đến sự sống còn của tất cả mọi người. Dù người là nhà họ Trương hy sinh mạng sống vì ngoài lãnh thổ cũng là chuyện đương nhiên, đổi lại là bọn tôi cũng không một lời oán trách. Lúc này người xung quanh cũng lần lượt lên tiếng. Giờ khắc này trong một miệng núi lửa cực lớn ở Tây Vực, dung nham nóng bừng không ngừng cuộn trào. Ngọn núi lửa này là một trong những ngọn núi lửa có tiếng nhất Tây Vực. Nơi này được người Tây Vực ví như sự tồn tại như địa ngục. Nhiệt độ thấp nhất cũng trên 1.000 độ, thậm chí có lúc gang bình thường cũng sẽ bị nung chảy. Dù là cao thủ đế cảnh cấp 7 cũng không dám đến quá gần, nhưng lúc này lại có một người đàn ông trẻ đế cảnh cấp 8 đang nhanh chân bước đến đây. Chương 4570 hắn mặc một bộ đồng luyện công của Vạn Kiếm Cốc. Hắn chính là một trong những đệ tử chân truyền của trưởng lão Thanh Dương. Bên dưới dung nham có một người đàn ông trung niên đang ngồi khoanh chân lại, đối mặt với nhiệt độ 1.000 độ nhưng ông ta vẫn không hề biến sắc. Phía sau ông ta là một ngọn lửa phóng thẳng lên trời, bản thân ông ta hình như cũng hòa làm một với dung nham này. Sư phụ, e là hơn một tháng nữa thì thầy có thể ngưng luyện ra long hồn rồi. Người đàn ông trẻ nhìn ánh lửa đằng sau người đàn ông trung niên, ánh mắt hiện lên vẻ mong chờ. Cũng chỉ có một người đáng sợ như trưởng lão Thanh Dương mới có thể ngưng tụ long hồn bằng cách này. Chỉ cần thầy ngưng tụ được long hồn là có thể kiêu ngạo với cả thiên hạ, người đàn ông trẻ xoa tay, hai mắt sáng rực nói. Ngưng tụ long hồn, nói nghe dễ dàng đó. Dù là các đại tài thời xưa cũng không làm được, tôi nào dám ngông nghênh, ông ta nhắm mắt lại trầm giọng nói. Đúng là long hồn có thể ngưng tụ ra được bằng khả năng lĩnh hội của bản thân. Chẳng hạn như Thanh Dương đang ngưng tụ hồn của Hỏa Long. Tôi mất mấy ngàn năm cũng chỉ ngưng tụ được một chút long tinh, các long hồn còn 18.000 dặm nữa. Bên ngoài trưởng lão Thanh Dương nói thế nhưng gương mặt lại tỏ vẻ đắc ý. Muốn ngưng tụ ra long hồn đầu tiên phải có long tinh, dùng long tinh để nuôi dưỡng long hồn, sau đó mới dung hợp vào người mình. Cứ như thế dù ông ta không có huyết mạch long tộc cũng có thể biến thành rồng, độc chiếm thiên hạ. Long tinh, sư phụ, người thành công thật rồi. Chúc mừng sư phụ, chúc mừng sư phụ. Người đàn ông trẻ vừa nói vừa cúi đầu. Được rồi, tìm tôi có chuyện gì sao? Trưởng lão Thanh Dương mở mắt ra nhìn người đàn ông trẻ nói. Sư phụ, lúc nãy sư huynh Cố Đồng bảo người đưa tin tức đến nói là có người ngăn chặn kế hoạch phong tỏa thành Minh Nguyệt, người đàn ông đó nói. Cái gì, ai to gan như thế? Nghe thế trưởng lão Thanh Dương cũng lộ ra vẻ tức giận, trầm giọng hỏi. Là Tiêu Chính Văn. Trưởng lão Thanh Dương cười mỉa nói, phong tỏa thành Minh Nguyệt là chuyện quan trọng, cho dù là ai cũng nên góp một phần sức cho thiên hạ. Huống gì cậu ta còn chưa được các tông phái ngoài lãnh thổ công nhận, càng nên xem trọng tình hình chung. Nói với đồng nhi cứ làm theo kế hoạch. Sư phụ, con nghe nói Tiêu Chính Văn đó đã đột phá thiên cảnh. Ngộ nhỡ hắn xảy ra mâu thuẫn với sư huynh Cố Đồng,
hậu quả, không để người đàn ông đó nói hết câu, trưởng lão Thanh Dương hừ một tiếng nói, mặc dù Thanh Dương tôi không phải là cao thủ hàng đầu ngoài lãnh thổ nhưng người dám động vào con trai tôi chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, Tiêu Chính Văn không được xếp vào đó đâu. Chỉ cần cậu ta dám làm con trai tôi bị thương, tôi sẽ bắt điện thần long của cậu ta chết chung. Chương 4571 nghe nói thế người đàn ông trẻ cũng gật đầu, dù sao trưởng lão Thanh Dương từ 1000 năm trước đã giết một tên có tiếng tăm chỉ với thanh kiếm trong tay. Hiện giờ ngưng tụ long hồn, sức mạnh này thì ai dám đắc tội cơ chứ? Huống gì phía sau trưởng lão Thanh Dương lại là vạn kiếm cốc, điều này đủ để sánh ngang với nhân vật tầm cỡ của thiên đạo minh ước. Vâng, con sẽ bảo người đem thư về cho sư huynh Cố Đồng. Nói rồi người đàn ông đó xoay người đi ra khỏi hang động núi lửa. Không lâu sau một người bay đến bên cạnh Cố Đồng, nhỏ giọng nói với hắn. Ồ, bố tôi nói thế à? Hiểu rồi. Cố Đồng khẽ gật đầu rồi quay lại nói với Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, anh nên ưu tiên tình hình chung, đừng làm loạn. Sau khi nhận được hồi âm của Thanh Dương, ngay cả giọng điệu nói chuyện và cách xưng hô của Cố Đồng với Tiêu Chính Văn cũng thay đổi. Bàng Uyên thấy vậy cũng tiến lên trước một bước khuyên nhủ, cậu Tiêu, tuyệt đối không được tiến vào thành Minh Nguyệt, một khi bọn họ phong tỏa thành Minh Nguyệt thì e rằng cậu sẽ rất khó để trở ra. Đây căn bản là một cục diện chết, dù giờ Tiêu Chính Văn có cố chấp tiến vào trong, hoặc là nói rất nhiều người đều đang mong ngóng Tiêu Chính Văn vào trong, chỉ cần anh tiến vào thì rất nhanh sẽ có người phong tỏa hoàn toàn thành Minh Nguyệt. Anh Tiêu, chỉ vì mấy chục người mà lại bảo tất cả mọi người trong Tây Vực phải mạo hiểm thì không thỏa đáng lắm, giáo chủ áo đỏ của Thánh Giáo Đình cũng góp lời. Hắn đã đợi tới độ mất kiên nhẫn, nếu như không phải bị Ngụy Vinh Kỳ mắng một câu thì hắn đã chẳng nhịn được mà lên tiếng từ lâu. Thật ra ở trong mắt hắn, mấy chục mạng người căn bản chẳng đáng là gì, vùng ngoài lãnh thổ có ngày nào mà không có người chết. Chỉ là mấy chục người mà thôi, đến mức khiến cho Tiêu Chính Văn bận tâm tới vậy sao? Tiêu Chính Văn, chẳng qua chỉ là mấy chục người thôi, tôi khuyên anh một câu, đừng vì nhỏ mà mất lớn, chuyện gì cũng phải coi trọng đại cục. Tránh cho tới cuối cùng mọi người đều không vui. Hơn nữa, một khi bố tôi đích thân tới thì e rằng sẽ không vui vẻ hòa nhã được như thế này đâu. Nếu như anh cứ cố chấp muốn vào trong thì tôi cũng không ngăn cản, đường ở ngay dưới chân anh muốn đi thế nào thì tùy ý, Cố Đồng cười lạnh lùng nhìn về phía Tiêu Chính Văn. Nghe vậy, Tiêu Chính Văn cười khẩy, nói, ồ, xem ra mọi người đều không coi người của Điện Thần Long chúng tôi như con người nhỉ. Cũng được. Vậy tôi sẽ cho mấy người một cơ hội, mấy người thật sự muốn phong tỏa thành Minh Nguyệt ngay bây giờ sao? Đương nhiên, thời gian không chờ đợi ai, lẽ nào còn phải đợi âm phủ chém giết ra khỏi thành Minh Nguyệt, dẫm đạp cả Tây Vực thì mới phong tỏa sao? Thật ra dù là người của Điện Thần Long hay người của nhà họ Trương, đối với cả vùng ngoài lãnh thổ đều là sự tồn tại có cũng được không có cũng chẳng sao. Tiêu Chính Văn Anh lại vì mấy chục người không có quan hệ thân thiết gì mà đối địch với cả vùng ngoài lãnh thổ chúng tôi, có phải quá là không biết tự lượng sức mình rồi hay không? Chương 4572 lúc này, ngay cả đại diện của thế lực các phương cũng hơi mất kiên nhẫn. Còn ở lại thành Minh Nguyệt thêm một khắc thì sẽ có nhiều hơn một phần nguy hiểm, bọn họ chỉ muốn phong tỏa thành Minh Nguyệt ngay lập tức, nhanh chóng trở về báo cáo kết quả. Tiêu Chính Văn, bỏ đi, trở về thôi. Tránh tự chuốc lấy rắc rối. Hơn nữa, anh chỉ có thể đại diện cho bản thân anh, dù là Điện Thần Long thì cũng chưa có được sự thừa nhận của các phương ở vùng ngoài lãnh thổ, nếu như anh thật sự tiến vào thành Minh Nguyệt thì đừng trách chúng tôi không để lại cho anh đường lui. Chuyện này căn bản không có chỗ để thương lượng, chúng tôi khuyên anh một câu, bây giờ dừng tay lại đi, tránh mất hết thể diện. Cố Đồng cũng góp lời. Ồ, nếu như mấy người rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt, vậy thì không còn cách gì nữa. Tiêu Chính Văn vừa nói dứt lời đã vung tay bắt lấy, hư không đột nhiên dao động, năm bóng người xuất hiện trước mặt Tiêu Chính Văn. Không để cho mọi người hoàn hồn trở lại, Tiêu Chính Văn đã ném năm người bọn họ vào trong thành Minh Nguyệt. Vào khoảnh khắc năm người này bị ném vào bên trong, gần như tất cả mọi người đều nhìn rõ tướng mạo của bọn họ, là hai anh em Điền Văn, Khổng Tề Thiên, Erdogan và Chaos. Ôi, nhìn thấy cảnh tượng này, gần như tất cả mọi người đang có mặt đều hít sâu. Ngay cả đám người đứng xem ở vòng ngoài cũng lập tức bùng nổ. Như mấy người mong muốn, giờ thì có thể phong tỏa thành Minh Nguyệt rồi, Tiêu Chính Văn bình thản mỉm cười, thu lại Tịnh Châu Đỉnh.
bây giờ phong tỏa thành Minh Nguyệt, người kế vị của nước Tề, người kế nhiệm của Thánh Giáo Đình, người thừa kế của gia tộc Xixis đều ở bên trong thành Minh Nguyệt, ai còn dám phong tỏa nữa đây? Sao lại không phong tỏa nữa thế? Ban nãy không phải mấy người rất nôn nóng hay sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía giáo chủ áo đỏ. Tiêu Chính Văn, không đợi hắn nói hết câu, Tiêu Chính Văn đã giơ tay giáng một cái tát lên trên mặt hắn. Không phải mấy người nói phải nghĩ cho đại cục sao? Bây giờ vì cả Tây Vực, hy sinh 5 người bọn họ cũng chẳng có gì to tát. Không thể vì 5 người bọn họ mà trơ mắt nhìn vùng ngoài lãnh thổ máu chảy thành sông nhỉ. Tiêu Chính Văn lại giáng thêm một cái tát nữa xuống. Ngay cả Ngụy Vinh Kỳ cũng phải thầm ca ngợi thủ đoạn này của Tiêu Chính Văn. Nếu như bây giờ ai còn dám nhắc tới hai chữ phong tỏa, e rằng không cần Tiêu Chính Văn phải ra tay, thủ lĩnh của mấy thế lực lớn các phương này cũng sẽ không đồng ý. Đặc biệt bên trong còn có người nhà họ Khổng, nhà họ Không càng không thể ngồi nhìn không quan tâm. Đừng nói là Ngụy Vinh Kỳ, ngay cả Bàng Uyên cũng không ngờ Tiêu Chính Văn lại có thủ đoạn như thế. Chương 4573 thế nhưng đợi tới sau khi ông ta hoàn hồn trở lại thì trên mặt cũng lộ ra một nụ cười tán thưởng. Chiêu này của Tiêu Chính Văn đã chặn họng mọi người. Các khác thì không nói, Khổng Tề Thiên bị nhốt trong thành Minh Nguyệt, thế lực các phương đang có mặt, ai lại dám đắc tội với nhà họ Khổng, đòi phong tỏa thành Minh Nguyệt vào thời điểm này cơ chứ. Chỉ cần mấy người bọn họ còn e sợ như thế, Tiêu Chính Văn vào trong cứu người, có ai còn dám nhiều lời cơ chứ. Ôi, xem ra tôi vẫn còn đánh giá thấp cậu thanh niên này rồi, nụ cười trên mặt Bàng Uyên ngày càng sâu hơn, thi thoảng còn nhìn về phía Thánh Giáo Đình và gia tộc Xixis. Thế nhưng, vào lúc mà tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Chính Văn sẽ dừng lại ở đây thì cơ thể của anh đột nhiên di chuyển tới bên cạnh Cố Đồng. Mặc dù Cố Đồng là con trai độc nhất của Thanh Dương, thế nhưng cảnh giới của hắn lại thấp hơn so với Thanh Dương quá nhiều. Huống hồ người mà hắn đối diện lại là Tiêu Chính Văn. Vậy nên không để cho hắn hoàn hồn trở lại, Tiêu Chính Văn đã giơ tay nhấc hắn lên, tiện tay quăng ra, Cố Đồng giống như một viên đạn suốt nòng bay thẳng vào trong thành Minh Nguyệt. Ngay cả ông lão của Vạn Kiếm Cốc bên cạnh còn chưa kịp phản ứng, bóng dáng của Cố Đồng đã lọt thỏm vào trong màn sương đen kịt. Các vị, vì đại nghĩa thiên hạ, mau chóng phong tỏa thành Minh Nguyệt lại đi, Tiêu Chính Văn khẽ cười nói. Lúc này, tất cả mọi người đều đưa mắt nhìn nhau. Còn không mau phong tỏa thành Minh Nguyệt, lỡ như bị âm phủ dẫm đạp cả Tây Vực thì chỉ còn lại chết chóc mà thôi. Một khi thiên hạ rơi vào cảnh lầm than, các vị sao có thể yên tâm được đây? Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng chế nhạo. Lúc này, tất cả mọi người đang có mặt đều đồng loạt cúi đầu không im lặng. Một mặt, bọn họ không đắc tội được với Tiêu Chính Văn, mặt khác, thủ đoạn của Tiêu Chính Văn rõ ràng quá cao tay, ngay cả mấy người Điền Văn cũng bị ném vào trong thành Minh Nguyệt, bọn họ có là cái thá gì đâu. Làm không tốt chọc tới Tiêu Chính Văn thì ngay cả bọn họ cũng sẽ bị quăng vào trong thành Minh Nguyệt làm bia đỡ đạn. Nếu như mọi người đều không muốn phong tỏa nữa thì tôi vào trong cứu người, mấy người không có ý kiến gì khác chứ, ánh mắt lạnh lùng của Tiêu Chính Văn lướt qua gương mặt của tất cả mọi người. Sự việc tới nước này rồi, ai còn dám ngăn cản đây? Cậu Tiêu, thành Minh Nguyệt chỉ là một phần của âm phủ mà thôi, hơn nữa, trên mặt đất có lẽ cũng có liên kết với bên dưới lòng đất, lúc này, Bàng Uyên nhắc nhở một câu với biểu cảm nghiêm trọng. Ồ, tướng quân Bàng, ý của ông là gì? Tiêu Chính Văn khẽ nhướng mày. Âm phủ thực ra chính là cõi âm mà dân gian thường nhắc tới, còn gọi là địa phủ. Thật ra cũng là một trong số những con đường quan trọng của luân hồi sinh tử. Chương 4574 tôi nghe nói, thế lực bên trong địa phủ phân bố cũng hết sức phức tạp, chỉ là địa phủ bên phía Hoa Quốc chúng ta cũng đã có sự phân tách giữa núi Minh Giới và U Minh Cốc, mà bọn họ lại cùng tồn tại với Phong Đô. Bàng Uyên nhíu mày nói. Núi Minh Giới, Tiêu Chính Văn nghe thấy ba chữ này thì không khỏi cảm thấy hứng thú, bởi vì bên trong Thiên Sơn Thư Lục cũng có ghi chép, núi Minh Giới là một thế lực độc lập bên ngoài thế gian U Minh. Không sai, núi Minh Giới thực ra là do một tay thần vương Đế Tuấn sáng lập nên, thế nhưng sau khi Đế Tuấn chết, thế lực một phương này đã trở thành sự tồn tại ngang hàng với Phong Đô, không ít người tài đều gia nhập về dưới trướng của núi Minh Giới. Vậy nên, nếu như là thế lực một phương này chiếm cứ thành Minh Nguyệt, e rằng muốn cứu người từ trong tay bọn họ cũng khó như lên trời. Bàng Uyên nhíu chặt mày, không ngừng thở dài nói. Đúng như Bàng Uyên nói, mặc dù Minh Giới không được coi là âm phủ chính thống,
nhưng cũng tập hợp quá nhiều cao thủ, gần như không thể cứu người nhà họ Trương thoát khỏi tay những người này một cách an toàn. Hơn nữa, ngay cả âm phủ cũng không hề đơn giản, chắc cậu Tiêu từng nghe nói đến Tạ Tất An và Phạm Vô Cứu rồi nhỉ? Bà Nguyên hỏi. Tiêu Chính Văn gật đầu, hai người họ là hắc bạch vô thường trong dân gian, sao Tiêu Chính Văn có thể không biết? Hai người họ và thập điện phán quan đều là cao thủ trong âm phủ, không ai có thể sánh bằng. Vì vậy chuyến đi lần này của cậu Tiêu có lẽ sẽ rất nguy hiểm. Ý của bà Nguyên là ba thế lực âm phủ đều rất khó đối phó, bất kỳ thế lực nào cũng đủ sức đấu với Thiên Đạo Minh Ước. Nếu không phải vì bất đồng giữa ba bên thì không biết bây giờ ai đang nắm giữ vùng ngoài lãnh thổ. Ngoài ra, bây giờ ở thành Minh Nguyệt đã bị âm phủ chiếm đóng, xương đen trong đó chính là Nghiệp Phong, còn gọi là Nghiệp Lực. Chúng ta vào thành Minh Nguyệt tương đương với việc tiến vào U Minh, vì vậy, sau khi vào thành Minh Nguyệt, chúng ta cũng phải, nói đến đây, bà Nguyên ngập ngừng, cho thấy mặc dù bây giờ Tiêu Chính Văn và bà Nguyên vẫn là người sống, nhưng sau khi tiến vào U Minh, họ chỉ có thể xuất hiện dưới dạng thần hồn. Nói cách khác, bọn họ cũng phải chịu sự ràng buộc của nghiệp lực U Minh, ngay cả bà Nguyên cũng không dám xem nhẹ những gì sẽ xảy ra vào thời điểm đó. Ồ, có nghĩa là âm phủ có thể kiểm soát U Minh sao? Tiêu Chính Văn nhíu mày hỏi. Nếu đúng như vậy thì cứu người nhà họ Trương khó như lên trời. Có thể khống chế trời đất một phương, đồng nghĩa với việc khống chế tất cả quy tắc của thế giới. Cho dù Tiêu Chính Văn đạt đến thiên cảnh thì cũng không thể đánh bại đại đạo thiên địa. Chỉ cần âm phủ động tay động chân đến đại đạo thiên địa thì ngay cả bản thân Tiêu Chính Văn cũng sẽ gặp nguy hiểm chứ đừng nói đến việc cứu người. Điều này có khó thể xảy ra? Chắc cậu Tiêu từng nghe nói đến Dương Giác Ai và Tả Bạch Đào rồi nhỉ? Hồi đó, để Tả Bạch Đào có thể sống tiếp, Dương Giác Ái đã đưa quần áo của mình cho Tả Bạch Đào, bản thân lại chết cóng. Sau khi ông ta chết, bị Kinh Kha sỉ nhục, Tả Bạch Đào đã vào U Minh, đại chiến với Kinh Kha. Chương 4575 Tiêu Chính Văn cũng từng nghe về câu chuyện này, bát bái chi giao trong dân gian Hoa Quốc cũng có nhắc đến Dương Giác Ai và Tả Bạch Đào. Chuyện này là thật sao? Tiêu Chính Văn cau mày hỏi. Những câu chuyện lan truyền như vậy đa phần đều là tin đồn thất thiệt, dù sao âm phủ cũng cần thể diện. Đương nhiên là thật, nhưng sau khi đánh bại Kinh Kha, ngay cả Tả Bạch Đào cũng bị bỏ lại âm phủ, không thể trở về thế gian nữa. Bà Nguyên khẽ thở dài. Nếu gặp hai người họ ở âm phủ thì bà Nguyên còn phải cung kính gọi hai người họ một tiếng tiền bối. Nói cách khác, âm phủ có thể giam giữ chúng ta mãi mãi. Vẻ mặt Tiêu Chính Văn nghiêm túc hơn. Có thể nói là vậy. Ngoài ra, âm phủ cũng không thể khống chế trời đất, dù sao đại đạo vô hình, không theo chúng sinh. Chỉ là nếu không muốn bị âm phủ giữ lại cũng không phải là không có cách, không biết cậu Tiêu từng nghe nói đến hồn phách chưa? Bà Nguyên nói tiếp. Đương nhiên Tiêu Chính Văn biết con người có ba hồn bảy phách. Ba hồn là tinh khí thần. Còn bảy phách là bảy cung bậc cảm xúc, bao gồm vui, buồn, giận dữ, lo lắng, ưu tư, sợ hãi, kinh ngạc. Hợp lại được gọi là ba hồn bảy phách. Nói một cách chính xác, cảm xúc của con người được điều khiển bởi bảy phách, còn ba hồn sinh ra đã có. Bình thường cho dù ta tiến vào âm phủ U Minh thì ba hồn sẽ ở lại thế gian, chỉ có bảy phách tiến vào âm phủ. Nhưng cứ 10 ngày bảy phách sẽ suy yếu đi một phần. Cho đến 100 ngày, bảy phách sẽ tan biến, đến lúc đó, ba hồn mới trở về âm phủ, đây cũng có nghĩa hồn về âm phủ. Bà Nguyên giải thích chi tiết. Giam giữ linh hồn, Tiêu Chính Văn quay đầu lại nói với bà Nguyên, nói vậy có nghĩa là tướng quân bàng biết làm thế nào để giữ được ba hồn. Nói khó thì khó, nói dễ thì dễ. Chỉ cần vợ của cậu Tiêu gọi tên cậu 3 lần vào mỗi buổi sáng trước khi mặt trời mọc thì chân hồn có thể lưu lại ở thế gian. Nhưng, sau 100 ngày, ba hồn chắc chắn sẽ phải về âm phủ. Nói đến đây, sắc mặt của bà Nguyên càng nghiêm túc hơn. Giống như lúc nhỏ nhiều người bị dọa sợ đến mức mất hồn. Chỉ cần người thân gọi tên nhiều lần vào nửa đêm và sáng sớm thì có thể hoàn hồn. Cảm ơn tướng quân bàng. Nói xong, Tiêu Chính Văn nói với Long Nguyệt, lập tức cử người thông báo cho Vi Nhan, làm theo lời tướng quân bàng, tôi đi rồi sẽ về. Mong tướng quân bàng giúp tôi chăm lo cho Điện Thần Long. Chương 4576 chỉ cần có thể toàn thân rút lui, Tiêu Chính Văn cũng không còn gì nuối tiếc. Được rồi, nhưng cậu Tiêu phải nhớ kỹ,
Trong vòng 100 ngày, cậu nhất định phải trở về, cho dù có thể cứu người nhà họ Trương hay không thì cậu cũng không được ở lại. Dù sao bây giờ bà Nguyên cũng đã là người nhà họ Doanh, nếu không có sự cho phép của nhà họ Doanh, thì không thể đi cùng Tiêu Chính Văn, nhưng đây cũng là ý của Tiêu Chính Văn. Có bà Nguyên chiếu cố, cho dù anh không ở đây thì các thế lực cũng không dám manh động, càng không dám làm khó Điện Thần Long. Tiêu Chính Văn nhìn Thành Minh Nguyệt tối đen rồi bước lên hư không. Từ trên không nhìn xuống, Thành Minh Nguyệt tối đen như thung lũng, phía dưới là một bầu không khí chết chóc, không có chút sinh khí nào. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng không thể nhìn thấy cảnh tượng bên dưới qua lớp sương mù dày đặc màu đen. Tiêu Chính Văn cũng không do dự thêm nữa, anh bước thẳng vào Thành Minh Nguyệt. Khi bước vào làm sương đen dày đặc, Tiêu Chính Văn cảm thấy ớn lạnh. Thật ra chỉ cần đạt đến cảnh giới nhân hoàng, nóng lạnh sẽ không xâm nhập vào cơ thể nữa. Tiêu Chính Văn hiện giờ đã đạt đến thiên cảnh cấp 1, cho dù ở Bắc Cực cũng không cảm thấy lạnh. Nhưng bây giờ Tiêu Chính Văn cũng phải dùng mình một cái. Lúc Tiêu Chính Văn bước vào màn sương đen, xung quanh dường như có vô số cặp mắt đang nhìn chằm chằm vào Tiêu Chính Văn. Đôi mắt phẫn uất đó cứ nhìn theo Tiêu Chính Văn đi đến một ngọn đồi nhỏ rồi mới thu lại. Vừa chạm đất, xung quanh bùng lên ngọn lửa ma mờ mịt, dưới ánh sáng xanh, cả ngọn đồi đầy xác chết. Nhìn những xác chết này đa phần đều là người thuộc các thế lực trong Thành Minh Nguyệt. Nhưng cái chết của bọn họ vô cùng bi thảm, dường như trước khi chết đã trải qua cảnh tượng vô cùng kinh hoàng, cho đến lúc chết, nhiều người mắt vẫn trợn tròn. Ai, lúc Tiêu Chính Văn đang nhìn những xác chết, đằng xa đột nhiên vang lên tiếng quát. Ngay sau đó, một đám người vây quanh Tiêu Chính Văn, sau khi người đứng đầu nhìn rõ dáng vẻ của Tiêu Chính Văn, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Anh Tiêu, sao anh lại đến đây? Người đàn ông đứng đầu kinh ngạc hỏi liên tục. Anh Tiêu, nghe đến cái tên này, đám người phía sau cũng nhanh chóng vây lên nhìn. Các người là, tôi tên Trương Quảng, là đệ tử thân truyền của gia chủ. Người đứng đầu chắp tay chào Tiêu Chính Văn rồi tự xưng tên tuổi. Tiêu Chính Văn gật đầu nói, tình hình thế nào rồi? Thấy vẻ mặt của đám người Trương Quảng đều trắng bệch, yếu ớt, Tiêu Chính Văn có dự cảm không lành. Chương 4577 thưa anh Tiêu, chúng tôi có 78 người bị giam giữ trong đây, bây giờ chỉ còn lại khoảng 50 người chúng tôi còn sống. Những người khác thì, chỉ trách bọn học thuật không tinh thông, bị âm khí xâm nhập vào cơ thể. Nếu tôi không có khí tức của rồng bảo vệ thân thể thì e rằng sẽ không được gặp anh Tiêu vào lúc này. Trương Quảng nói với vẻ mặt vô cùng khó coi. Lúc này Tiêu Chính Văn mới nhận ra trên người Trương Quảng và những người khác có một tia ánh sáng vàng yếu ớt, ngăn cách lớp xương đen khỏi cơ thể của họ. Còn những xác chết trên mặt đất, mặc dù đã chết từ lâu nhưng lớp xương đen vẫn phun ra từ 7 lỗ huyệt. Điều này cho thấy trước đây bọn họ cũng từng bị xương đen xâm nhập cho nên mới chết ở đây. Còn ai khác không? Tiêu Chính Văn quay lại nhìn Trương Quảng, liếc nhìn đám người, xung quanh chỉ có khoảng hơn 20 người, theo như Trương Quảng nói. Chắc hẳn còn 20-30 người nữa không có mặt ở đây. Những người khác ở nhà cũ của nhà họ Trương, chúng tôi thật sự không còn chỗ nào để trốn nữa nên đành phải quay lại đó. Trương Quảng vừa nói vừa chỉ về phía nhà cũ của nhà họ Trương. Nhìn theo hướng ngón tay của Trương Quảng, quả nhiên có ánh đèn le lói. Về nhà họ Trương trước rồi nói, Tiêu Chính Văn vừa đi vừa nhíu mày, luôn cảm thấy có gì đó không ổn. Đám người Trương Quảng đi phía sau Tiêu Chính Văn, không bao lâu sau đã trở về nhà họ Trương. Sau khi đếm số lượng người, Tiêu Chính Văn lấy ra Tĩnh Châu Đỉnh, cho mọi người vào trong cái đỉnh lớn, sau đó bay ra khỏi Thành Minh Nguyệt. Cả đoạn đường, không có ai chặn đường Tiêu Chính Văn, anh lao ra khỏi lớp xương đen quanh Thành Minh Nguyệt. Thấy Tiêu Chính Văn ra khỏi Thành Minh Nguyệt, Tần Lương Ngọc tiến lên đón đầu tiên. Cậu Tiêu, nhanh vậy đã trở về rồi sao? Tần Lương Ngọc kinh ngạc hỏi. Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu, lấy ra cái đỉnh lớn, đám người Trương Quảng cũng lần lượt ra ngoài. Trương Quảng, mọi người còn sống sao? Trương Việt kích động chạy lên. Tiêu Chính Văn nghiêm túc lắc đầu nói, không đúng, thật sự quá thuận lợi. Nói xong anh quay đầu lại nhìn đám người Trương Quảng vừa được anh cứu ra. Thấy Tiêu Chính Văn nghiêm túc nhìn mấy người Trương Quảng, Tần Lương Ngọc ngạc nhiên nói, cậu Tiêu. Chẳng phải họ đã an toàn rồi sao? Tiêu Chính Văn lắc đầu, lạnh lùng nhìn mấy người Trương Quảng, những người này chắc chắn không có sơ hở,
hơn nữa dù là ngôn từ hay hành vi của họ đều cực kỳ giống người vừa gặp đại nạn không chết. Nhưng trực giác nói cho anh biết mọi chuyện không đơn giản như thế. Nghĩ đến đây Tiêu Chính Văn bỗng nói, mọi người ở lại, tôi quay lại thành Minh Nguyệt một chuyến. Chương 4578 nếu đã có vấn đề thì cách tốt nhất là đi tìm nguồn gốc của vấn đề, chỉ cần đi vào thành Minh Nguyệt lần nữa, mọi chuyện đều có thể giải thích được. Cái gì, quay lại thành Minh Nguyệt, ngay cả bà Nguyên ở bên cạnh cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Cậu Tiêu, nếu người đã an toàn quay về rồi thì cần gì phải mạo hiểm nữa, bà Nguyên khuyên nhủ. Nhưng Tiêu Chính Văn lại không đáp lời mà bước vào không trung, cúi người đi về phía thành Minh Nguyệt lần nữa. Hoàn toàn giống với cảnh tượng trước đó, anh giơ tay trong màn sương đen không thấy gì, rất nhiều đôi mắt oán hận nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn đi xuyên qua từ trong màn sương. Tiêu Chính Văn lại đáp xuống một ngọn núi nhỏ giống lần trước, thi thể dưới chân anh cũng giống như những gì vừa thấy lúc nãy. Ai? Giọng nói giống hệt vang lên từ đằng xa, Tiêu Chính Văn nhìn theo nơi phát ra giọng nói quả nhiên là Trương Quảng. Vẫn là hai mươi mấy người trước đó bị ông ta dẫn theo bên cạnh nhanh chóng xuất hiện trong tầm mắt Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn nhếch môi nói, quả nhiên. Mọi chuyện chỉ có một lời giải thích duy nhất, đó là ảo giác. Khi đại chiến với Quang Minh Tôn, Tiêu Chính Văn đã từng thấy được sức mạnh của ma thuật này, thậm chí có thể cho người ta cảm giác cực kỳ chân thật nhưng mọi thứ cũng chỉ là một giấc mộng thôi. Cậu Tiêu, sao cậu cũng đến đây? Cậu Tiêu, sao cậu cũng đến đây? Trương Quảng ngạc nhiên hỏi. Cậu Tiêu, cũng nghe được hai chữ cậu Tiêu giống trước đó, người đằng sau anh cũng nhanh chóng chạy đến. Chỉ có một điều không giống là vẻ ngạc nhiên trên gương mặt Trương Quảng nhanh chóng đổi thành vẻ vui mừng, ngay cả người đằng sau anh cũng nở nụ cười cực kỳ rạng rỡ. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn người xung quanh, đột nhiên khí tức của rồng đáng sợ ập đến, núi sông xung quanh cũng phát ra tiếng động cực lớn khiến đất đá rung chuyển. Cả ngọn núi nhỏ bỗng chốc sụp xuống. Chỉ là ảo giác, làm sao có thể ngăn được tôi? Một giọng nói vô cùng bá đạo vang lên, tàn niệm của Hạng Vũ xuất hiện phía sau Tiêu Chính Văn. Ngay khi Hạng Vũ xuất hiện, mọi thứ xung quanh đều biến mất. Lúc này Tiêu Chính Văn vẫn còn ở trong màn sương đen. Xung quanh không có một bóng người, càng không có thi thể ở khắp nơi, chỉ có một màn đêm vô tận và sự yên tĩnh chết người. Tiêu Chính Văn không khỏi nhíu mày. Phải biết là trong người Tiêu Chính Văn có tim rồng kim long, ma thuật bình thường không thể mê hoặc được Tiêu Chính Văn mới phải, nhưng cảnh tượng lúc nãy lại xuất hiện trước mắt Tiêu Chính Văn một cách chân thật. Điều này đủ chứng minh thành Minh Nguyệt đã không phải là thành Minh Nguyệt ban đầu nữa, nó đã trở thành một nơi đáng sợ và đầy sự kỳ lạ. Chương 4579 thảo nào từ sau khi vào U Minh, Tả Bạch Đào không thể ra khỏi đó được nữa. Dù đổi thành một người nào khác cũng sẽ rơi vào trong ảo cảnh chân thực lúc nãy chứ đừng nói là Bách Nhật 100 năm rồi cũng không thể thoát khỏi ảo cảnh. Bây giờ phải làm sao, Tiêu Chính Văn quay sang hỏi. Tiếp tục, Hạng Vũ khẽ nói. Nếu Tiêu Chính Văn đã chọn đi vào thành Minh Nguyệt thì dĩ nhiên đã có chuẩn bị, trước đó anh đã thống nhất với Hạng Vũ sẵn rồi. Mãi đến mười mấy phút sau, thành Minh Nguyệt thật mới hiện ra trước mắt Tiêu Chính Văn. Trong cả thành Minh Nguyệt chỉ có ma chơi u tối, không có một tia sáng, mọi con đường chỉ toàn là thi thể, không tồn tại một chút sinh khí. Dù mấy đám ma chơi đó lúc sáng lúc tối nhưng Tiêu Chính Văn cũng không thể nhìn rõ tình hình xung quanh, chỉ mơ hồ nhìn thấy đám người Trương Quảng đang vây quanh một đống lửa. Ở cách họ không xa là mấy người Khổng Tề Thiên và Điền Văn cũng vây quanh lại với nhau, ngồi bên cạnh đống cho lửa sưởi ấm. Lúc này Khổng Tề Thiên và Điền Văn đều cực kỳ nhếch nhác. Mái tóc Điền Văn cũng bung xõa lung tung, gương mặt không còn vẻ hồng hào như trước nữa. Khổng Tề Thiên cũng bị lạnh đến mức run rẩy, liên tục nghiêng người về phía đống lửa. Mà đám người Điền Khải cũng không tốt hơn là bao, sắc mặt họ tái nhợt, nhìn xung quanh, ánh mắt hiện lên vẻ sợ hãi. Là Tiêu Chính Văn. Cố Đồng là người đầu tiên nhìn thấy Tiêu Chính Văn đáp xuống từ trên cao, chỉ về hướng đó tức giận nói. Hắn vốn dĩ muốn bước lên trước nhưng lại bị Khổng Tề Thiên bên cạnh ngăn lại. Cậu Tiêu, đừng, không để Trương Quảng kịp nói hết câu, Tiêu Chính Văn đã bay đến đáp xuống trước mặt mọi người. Khoảnh khắc hai chân Tiêu Chính Văn chạm xuống đất, tất cả sức mạnh trong người dường như bị rút cạn, tu vi gần như bị sức mạnh nào đó giam giữ lại. Ngoài sức mạnh vốn có của cơ thể thì không thể sử dụng chút sức lực nào được,
có thể nói Tiêu Chính Văn bỗng chốc trở thành một người bình thường. Cậu Tiêu! Nói rồi Trương Quảng dẫn theo người nhà họ Trương chạy đến. Dù sao Tiêu Chính Văn cũng vì đến cứu họ, lúc này mặc dù mọi người đều là người thường nhưng dù sao họ cũng nhiều người, ít nhiều gì cũng có thể bảo vệ Tiêu Chính Văn. Nhưng nơi này rất lạ, hơn nữa các cấm chế với võ giả gần như đạt đến mức đáng sợ. Dù là Tiêu Chính Văn cũng không thể làm gì được, huống gì là người khác. Chương 4580 Tiêu Chính Văn ngẩng đầu lên nhìn không trung, lúc này bầu trời xám xịt như có một đốm lửa đang cháy rực, thỉnh thoảng xuất hiện những đốm lửa ánh lên dãy núi ở đằng xa khiến nó càng thêm đáng sợ. Trên quảng trường ở trung tâm thành Minh Nguyệt xuất hiện một cánh cổng thành cao ngất, nhìn từ xa vừa u ám vừa uy nghiêm. Tiêu Chính Văn, nhờ ơn của cậu mà bây giờ mọi người đều bị mắc kẹt ở đây rồi. Sắc mặt Khổng Tề Thiên cực kỳ khó coi, chỉ có ông ta là phân thân nên vừa đáp xuống đất suýt nữa hồn bị đánh bay về thiên giới. Sức lực kỳ lạ đó suýt nữa lấy luôn mạng của ông ta, nếu không nhờ vào cuộn trúc thượng cổ của nhà họ Khổng bảo vệ tâm mạch của ông ta thì bây giờ có lẽ cỏ trên mộ ông ta đã được mọc 5 tấc rồi. Nhưng thành Minh Nguyệt đã cách biệt hoàn toàn với thế giới, không cần bên ngoài phong tỏa thành, dù có đi cả ngày lẫn đêm, họ cũng không thể sống sót bước ra khỏi ranh giới của thành Minh Nguyệt. Không có nguyên nhân nào khác cả, thành Minh Nguyệt quá lớn, không chỉ rộng mấy mươi ngàn dặm. Bây giờ họ chỉ có thể đi bằng hai chân như người thường, hàng ngàn km xa xôi có phải là chuyện đùa đâu. Trước mặt là thành Phong Đô, Tiêu Chính Văn quay sang nhìn Hạng Vũ nói. Đúng thế. Hạng Vũ gật đầu. Nơi đó là thành Uổng Tử cửa đầu tiên của thành Phong Đô. Nhìn từ đằng xa thành Uổng Tử âm u đáng sợ, đôi khi còn vang lên tiếng khóc thê lương. Chúng ta vào đó sao? Tiêu Chính Văn lại hỏi. Anh điên rồi à? Một khi đi vào đó thì đừng hòng ra được. Anh xem đó là cổng thành à? Nói đến là đến, nói đi là đi. Cố Đồng tức giận sắc mặt tái mét, lớn giọng mắng. Tiêu Chính Văn lười phản ứng với hắn, nhìn sang phía Hạng Vũ. Nếu phải nói ai là người hiểu rõ về Phong Đô nhất trong này thì dĩ nhiên là Hạng Vũ. Mặc dù bây giờ ông ta chỉ là một tàn hồn nhưng ký ức sau khi chết của Hạng Vũ cũng kết nối với tàn hồn của ông ta. Trước mặt vừa là Phong Đô vừa là thành Uổng Tử, là cửa thành chỉ có người chết oan mới gặp được. Trong thành Uổng Tử có một bục vọng hương, chỉ cần đứng trước bậc thềm thì có thể nhìn thấy mọi thứ trong quá khứ đời trước của mình. Thế nên người có chấp niệm quá nặng vừa bước lên bục vọng hương là không muốn đi khỏi đó, đây cũng là nguyên nhân họ không thể đi vào vòng luân hồi. Nhưng các cậu đều không phải là người chết mà là người sống, không thể bước lên bục vọng hương nên phải nhờ vào hồn thân mới có thể đi vào thành Uổng Tử. Hạng Vũ lại nói, Tiêu Chính Văn nhíu mày, ngoài thành Uổng Tử, lẽ nào không còn con đường khác sao? Chương 4581 Hạng Vũ lắc đầu nói, địa ngục không giống trần gian, thật ra 10 điện chính là 10 thành phố, có bị đánh chết, có người bị đói chết, cũng có người chết trận, nhưng cho dù chết vì nguyên nhân gì đều sẽ nhìn thấy một điện tương ứng khi đi vào địa ngục. Các vị đều là người sống, trước mặt các vị dĩ nhiên là thành Uổng Tử, vì bây giờ mọi người chưa chết nhưng sau 100 ngày, mọi người cũng sẽ trở thành ma quỷ chết oan nên không có con đường thứ hai. Hạng Vũ nghiêm túc nói. Nói cách khác muốn ra khỏi đây chỉ có cách đi qua thành Uổng Tử, Tiêu Chính Văn trầm giọng nói. Đúng thế, chỉ có đến thành Uổng Tử mới có thể sống sót ra ngoài, mới có thể ra khỏi thành Minh Nguyệt, việc này phải nhờ quỷ rồi, Hạng Vũ trịnh trọng gật đầu nói. Nghe Hạng Vũ nói vậy, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Nhờ cậy thân quỷ, nhờ kiểu gì, không biết phải làm sao mới có thể nhờ cậy được thân quỷ đây, Tiêu Chính Văn tiện miệng hỏi một câu. Cậu Tiêu chắc là đã từng trải nghiệm ảo cảnh vừa nãy rồi nhỉ? Đợi lát nữa, ở bên trong thành Uổng Tử sẽ có cô hồn đã chết nhiều năm, chỉ cần có được sự công nhận của đối phương thì sẽ có thể mượn quỷ khí của hắn để tiến vào thành Uổng Tử, leo lên bục vọng hương. Thế nhưng các vị chỉ có phách, không có hồn, vậy nên sẽ bị hút vào trong bục vọng hương ngay khoảnh khắc đầu tiên đặt chân lên đó. Cả đời của cô hồn đó sẽ trở thành ảo cảnh trước mắt mọi người. Cũng không khác gì phải trải qua một đời của người khác, nếu như trong quá trình này mà bị giết, hoặc bị bệnh chết, vậy thì thần hồn sẽ bị cưỡng ép kéo vào trong thành Uổng Tử, cũng có thể nói rằng người sống sẽ phải chết thay cho người chết. Chắc là các vị hiểu ý của tôi chứ? Hạng Vũ nói xong còn liếc nhìn mọi người xung quanh.
Nói trắng ra thì chỉ cần không cẩn thận để chết bên trong ảo cảnh thì thật sự sẽ phải chết, không còn cơ hội để sống tiếp nữa. Nghe xong những lời này của Hạng Vũ, sắc mặt của mấy người Khổng Tề Thiên đột nhiên trở nên trắng bệch. Đừng nói là trải qua một đời của người khác, ngay tới việc sống lại một lần cuộc đời của chính bản thân mình cũng chưa chắc đã có thể sống tới được ngày hôm nay. Vận mệnh luôn là thứ khó nắm bắt nhất, không ai có thể nhớ được quyết định của bản thân trong tất cả những thời điểm mấu chốt. Nói thì đơn giản, thế nhưng trải qua cuộc đời của người khác, biến số nhiều tới độ nào, ai có thể đảm bảo nhất định có thể sống sót trở ra, Điền Khải trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ oán thán. Sự việc tới nước này rồi, các vị e rằng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, nếu đã đến rồi thì phải đối mặt thôi, với thủ đoạn thấp hèn của các vị, có sống lại 100 lần thì vẫn chỉ như vậy, Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng châm chọc. Chương 4582 anh, Điền Văn lập tức nổi điên, thế nhưng lại chẳng thể làm được gì Tiêu Chính Văn. Dù gì bây giờ bọn họ cũng chỉ là người bình thường, mà về số người thì còn lâu mới bằng được nhà họ Trương, rõ ràng đang chiếm thế yếu. Nếu như bây giờ đôi bên ra tay, nói không chừng ngay cả kẻ tiểu bối không ra dạng gì của nhà họ Trương cũng có thể cậy người đông thế mạnh mà đánh cho bọn họ văng răng khắp nền đất. Chỉ có Cố Đồng nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt đầy nỗi thù hận, hắn nghe không hiểu những lời nói vừa xong của Hạng Vũ, cũng không muốn nghe. Tiêu Chính Văn, đã tới tình cảnh này rồi thì cũng không cần phải khoe khoang miệng lưỡi nhanh nhạy nữa đâu nhỉ. Thật ra chúng tôi vẫn luôn đợi cậu, muốn ra ngoài thì chưa chắc đã không có cách. Có điều nếu như mọi người đều là người của Đông Vực thì không thể để mặc một mình cậu không quan tâm. Khổng Tề Thiên nói rồi dùng tay kéo góc áo, thở ra một màn khói trắng. Rõ ràng, ông ta không giống với những người khác, dẫu sao ông ta cũng là truyền nhân của nhà họ Khổng, rất nhiều bí văn thượng cổ đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Mà ông ta cũng cố ý đợi Hạng Vũ nói xong những lời đó mới phơi bày con át chủ bài của mình. Thật ra, so với những người khác, vấn đề khó nhằn lớn nhất bày trước mặt ông ta không phải là làm sao để ra khỏi từ trong thành Uổng Tử mà là làm sao để thoát khỏi Tiêu Chính Văn. Ông ta vẫn luôn chờ đợi ở nơi này, còn có ý quy tụ lại với người nhà họ Trương chính là để đợi Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, ông ta cũng hiểu rõ trước mắt chính là thời cơ tốt nhất để ông ta trừ khử Tiêu Chính Văn, bỏ lỡ cơ hội này, muốn loại trừ Tiêu Chính Văn e rằng sẽ còn khó hơn cả lên trời. Ồ! Nghe ý của ông Khổng thì là muốn dẫn tất cả chúng tôi cùng rời đi sao, Tiêu Chính Văn quan sát Khổng Tề Thiên. Không sai, chỉ có điều, việc này cậu cần có chút dũng khí mới được, hơn nữa tôi có thể bảo đảm ngay cả mấy người nhà họ Trương cũng có thể cùng rời khỏi nơi này. Khổng Tề Thiên nói đầy tự tin. Nói nghe thử xem, Tiêu Chính Văn hỏi không chút biểu cảm. Thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần chúng ta tìm được cô hồn của cùng một thời đại cùng tiến vào Bục Vọng Hương. Vậy thì mọi người đều có thể phối hợp với nhau. Khổng Tề Thiên nói xong thì trên mặt cũng nở một nụ cười vô hại. Thật ra đây chính là con đường chết mà Khổng Tề Thiên bày ra cho Tiêu Chính Văn. Dù mọi người cùng tiến vào cùng một thời đại, Tiêu Chính Văn cũng sẽ bị mấy người bọn họ cô lập hoàn toàn. Chương 4583 nghe Hạng Vũ nói vậy, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Nhờ cậy thân quỷ, nhờ kiểu gì? Không biết phải làm sao mới có thể nhờ cậy được thân quỷ đây, Tiêu Chính Văn tiện miệng hỏi một câu. Cậu Tiêu chắc là đã từng trải nghiệm ảo cảnh vừa nãy rồi nhỉ? Đợi lát nữa, ở bên trong thành Uổng Tử sẽ có cô hồn đã chết nhiều năm, chỉ cần có được sự công nhận của đối phương thì sẽ có thể mượn quỷ khí của hắn để tiến vào thành Uổng Tử, leo lên Bục Vọng Hương. Thế nhưng các vị chỉ có phách, không có hồn, vậy nên sẽ bị hút vào trong Bục Vọng Hương ngay khoảnh khắc đầu tiên đặt chân lên đó. Cả đời của cô hồn đó sẽ trở thành ảo cảnh trước mắt mọi người. Cũng không khác gì phải trải qua một đời của người khác, nếu như trong quá trình này mà bị giết, hoặc bị bệnh chết, vậy thì thần hồn sẽ bị cưỡng ép kéo vào trong thành Uổng Tử, cũng có thể nói rằng người sống sẽ phải chết thay cho người chết. Chắc là các vị hiểu ý của tôi chứ, Hạng Vũ nói xong còn liếc nhìn mọi người xung quanh. Nói trắng ra thì chỉ cần không cẩn thận để chết bên trong ảo cảnh thì thật sự sẽ phải chết. Không còn cơ hội để sống tiếp nữa. Nghe xong những lời này của Hạng Vũ, sắc mặt của mấy người Khổng Tề Thiên đột nhiên trở nên trắng bệch. Đừng nói là trải qua một đời của người khác, ngay tới việc sống lại một lần cuộc đời của chính bản thân mình cũng chưa chắc đã có thể sống tới được ngày hôm nay. Vận mệnh luôn là thứ khó nắm bắt nhất, không ai có thể nhớ được quyết định của bản thân trong tất cả những thời điểm mấu chốt. Nói thì đơn giản,
thế nhưng trải qua cuộc đời của người khác, biến số nhiều tới độ nào, ai có thể đảm bảo nhất định có thể sống sót trở ra, Điền Khải trừng mắt nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ oán thán. Sự việc tới nước này rồi, các vị e rằng cũng chẳng còn lựa chọn nào khác, nếu đã đến rồi thì phải đối mặt thôi, với thủ đoạn thấp hèn của các vị, có sống lại 100 lần thì vẫn chỉ như vậy, Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng châm chọc. Anh, Điền Văn lập tức nổi điên, thế nhưng lại chẳng thể làm được gì Tiêu Chính Văn. Dù gì bây giờ bọn họ cũng chỉ là người bình thường, mà về số người thì còn lâu mới bằng được nhà họ Trương, rõ ràng đang chiếm thế yếu. Nếu như bây giờ đôi bên ra tay, nói không chừng ngay cả kẻ tiểu bối không ra dạng gì của nhà họ Trương cũng có thể cậy người đông thế mạnh mà đánh cho bọn họ văng răng khắp nền đất. Chỉ có Cố Đồng nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt đầy nỗi thù hận, hắn nghe không hiểu những lời nói vừa xong của Hạng Vũ, cũng không muốn nghe. Tiêu Chính Văn, đã tới tình cảnh này rồi thì cũng không cần phải khoe khoang miệng lưỡi nhanh nhạy nữa đâu nhỉ. Thật ra chúng tôi vẫn luôn đợi cậu, muốn ra ngoài thì chưa chắc đã không có cách. Có điều nếu như mọi người đều là người của Đông Vực thì không thể để mặc một mình cậu không quan tâm. Chương 4584 Khổng Tề Thiên nói rồi dùng tay kéo góc áo, thở ra một màn khói trắng. Rõ ràng, ông ta không giống với những người khác, dẫu sao ông ta cũng là truyền nhân của nhà họ Khổng, rất nhiều bí văn thượng cổ đều hiểu rõ như lòng bàn tay. Mà ông ta cũng cố ý đợi Hạng Vũ nói xong những lời đó mới phơi bày con át chủ bài của mình. Thật ra, so với những người khác, vấn đề khó nhằn lớn nhất bày trước mặt ông ta không phải là làm sao để ra khỏi từ trong thành Uổng Tử mà là làm sao để thoát khỏi Tiêu Chính Văn. Ông ta vẫn luôn chờ đợi ở nơi này, còn có ý quy tụ lại với người nhà họ Trương chính là để đợi Tiêu Chính Văn. Hơn nữa, ông ta cũng hiểu rõ trước mắt chính là thời cơ tốt nhất để ông ta trừ khử Tiêu Chính Văn. Bỏ lỡ cơ hội này, muốn loại trừ Tiêu Chính Văn e rằng sẽ còn khó hơn cả lên trời. Ồ, nghe ý của ông Khổng thì là muốn dẫn tất cả chúng tôi cùng rời đi sao, Tiêu Chính Văn quan sát Khổng Tề Thiên. Không sai, chỉ có điều, việc này cậu cần có chút dũng khí mới được, hơn nữa tôi có thể bảo đảm ngay cả mấy người nhà họ Trương cũng có thể cùng rời khỏi nơi này. Khổng Tề Thiên nói đầy tự tin. Nói nghe thử xem, Tiêu Chính Văn hỏi không chút biểu cảm. Thật ra cũng rất đơn giản, chỉ cần chúng ta tìm được cô hồn của cùng một thời đại cùng tiến vào bục vọng hương, vậy thì mọi người đều có thể phối hợp với nhau. Khổng Tề Thiên nói xong thì trên mặt cũng nở một nụ cười vô hại. Thật ra đây chính là con đường chết mà Khổng Tề Thiên bày ra cho Tiêu Chính Văn. Dù mọi người cùng tiến vào cùng một thời đại, Tiêu Chính Văn cũng sẽ bị mấy người bọn họ cô lập hoàn toàn. Tới lúc đó, mấy người bọn họ... Thậm chí cả người nhà họ Trương đều có thể sống sót rời đi, duy chỉ có Tiêu Chính Văn là bị mấy người họ liên thủ nhắm vào, gần như chắc chắn phải chết. Chuyện này vốn là một âm mưu, chỉ cần Tiêu Chính Văn muốn cứu người, chỉ cần Tiêu Chính Văn muốn dẫn hết toàn bộ người nhà họ Trương rời khỏi nơi này an toàn thì buộc phải đi theo con đường mà ông ta đã vạch sẵn. Thời đại ông ta dự định tiến vào chính là thịnh thế Lý Đường. Bởi vì trước đây Khổng Tề Thiên cũng từng để phân thân tiến vào Đại Đường. Thậm chí còn chính tay đạo diễn nên một màn đảo chính, dồn nữ đế vào chỗ chết. Ông ta đã quá quen thuộc với Đại Đường rồi. Ngược lại Tiêu Chính Văn khi tới thời đại đó sẽ hoàn toàn mất đi ưu thế. Ngay cả nữ đế cũng có thể bị ông ta hãm hại trong thời đại này, Tiêu Chính Văn càng đừng mơ có thể sống sót rời khỏi thời đại đó. Được, Tiêu Chính Văn không chút do dự, gật đầu đồng ý. Thấy Tiêu Chính Văn đã gật đầu. Trương Quảng cũng dẫn theo đám người nhà họ Trương đứng dậy theo Tiêu Chính Văn. Mọi người bây giờ đều đã trở thành người bình thường, quảng trường Thánh Minh Nguyệt nhìn thì có vẻ gần trong gang tấc phải đi mất 5 ngày mới tới được. Chương 4585 mà bên dưới cổng thành âm u phía trước, không ít ma chơi đang vật vờ khắp nơi không mục đích. Các vị, hy vọng mọi người đều có thể bình an vô sự, sau khi chúng ta ra ngoài sẽ lại có được tiếng thơm. Mời! Khổng Tề Thiên làm một động tác tay tỏ ý mời, rõ ràng đang muốn để cho mấy người Tiêu Chính Văn đi trước một bước. Tiêu Chính Văn lại không chút do dự, sải bước tiến về phía thành Uổng Tử. Mấy người Khổng Tề Thiên cũng đi theo phía sau Tiêu Chính Văn đi tới trước cổng thành. Cổng thành của thành Uổng Tử rộng tới hàng trăm dặm, trông như một khu chợ cực lớn. Thịnh thế đại đường, Khổng Tề Thiên tôi tới rồi đây. Ánh mắt Khổng Tề Thiên nhìn về phía một nam thanh niên ăn mặc như nho sinh. Mà nam thanh niên đó giống như đã đợi ông ta ở đây từ lâu, lúc thấy Khổng Tề Thiên thì nhanh chóng sải bước tiến lên chào đón.
Thật ra Tiêu Chính Văn cũng đã biết từ lâu rằng Khổng Tề Thiên không chỉ từng sống ở Đại Đường mà còn từng làm xáo trộn tình hình ở nơi này. Nếu như đấu với Khổng Tề Thiên ở Đại Đường thì e rằng bản thân lành ít dữ nhiều rồi. Thế nhưng giống như những gì Khổng Tề Thiên nghĩ, Tiêu Chính Văn vì cứu người, dù trước mặt là hố lửa thì cũng chỉ có thể nhảy vào mà thôi. Thế nhưng vào lúc Tiêu Chính Văn bước về phía cổng thành, tượng rồng vàng trong ống tay áo lại phát ra động tĩnh kỳ lạ. Từ sau trận đấu trên núi Bách Long, tượng rồng vàng đó vẫn luôn được Tiêu Chính Văn mang theo bên người, mà lúc này, cùng với động tĩnh kỳ lạ của tượng rồng vàng, tất cả ma chơi xung quanh đều lập tức biến mất tăm. Mà ở trước mặt Tiêu Chính Văn lại xuất hiện một ông lão vô cùng uy nghiêm. Ta có thể giúp cậu rời khỏi U Minh, nhưng cần cậu giải quyết cho ta một việc. Ông lão chắp hai tay sau lưng, nhìn đời bằng nửa con mắt giống như bậc vua chúa trong thiên hạ. Ông là Lý Thế Hải. Tiêu Chính Văn không khỏi kinh hô một tiếng, thế nhưng ông lão không hề đáp lời, chỉ giơ một tay ra, sau khi một tia sáng màu vàng lóe qua, Tiêu Chính Văn chỉ cảm thấy trước mắt mình hoa lên, tất cả mọi thứ trước mắt đều trở nên mờ ảo. Khác nhi à, không phải phụ hoàng không niệm tình cha con mà là do phụ hoàng cũng có nỗi khổ tâm của mình. Sao phụ hoàng lại không biết con là người trung quân ái quốc, giải bày tâm can cho cả đại đường. Thế nhưng, chưa toại lương, thượng quan vô kỵ ép ta buộc phải giết con. Nho sinh nào dám ước hiếp ta, cả đời này, dù ta có giết hết mấy kẻ nho sinh xảo trá thì cũng phải bảo vệ chu toàn cho con trai ta. Trên bầu trời truyền tới tiếng thở dài bất lực của Lý Thế Hải. Dù có ăn năn thì cũng căm ghét tới tận xương tủy. Chính sau khi ta chết đi, đại đường không còn một vị vua anh minh trị vì nên mới bị võ thị soán ngôi cướp đi hoàng quyền đại đường. Chương 4586 tất cả những chuyện này, mặc dù không đúng như những gì mà mấy người thượng quan vô kỵ và chư toại lương mong muốn, thế nhưng bọn họ mới là tội nhân thực sự của đại đường. Bệ hạ, tứ hoàng tử thôn tính điền sản của người khác ở Ích Châu, tự chiêu mộ binh lính, ý đồ bất chính, đáng lý phải phán tội chết. Vẫn mong bệ hạ điều tra rõ ràng. Đúng vào lúc này, Tiêu Chính Văn chậm rãi mở mắt ra, mà lúc này, anh đang đứng bên trong một đại điện lộng lẫy rát vàng. Bên dưới đại điện, hai hàng vệ sĩ kim giáp đang bừng bừng sát khí đứng ở hai bên. Bên dưới hiên đại điện có một ông lão tóc bạc đang quỳ, tay cầm thẻ ngà, lớn tiếng nói đầy hùng hồn mạnh mẽ. Tiêu Chính Văn chậm rãi ngẩng đầu lên, tấm biển bên trên đỉnh đầu dùng chữ triện viết ba chữ lớn Điện Thái Cực. Bệ hạ, người dân Thương Nhan vẫn còn đang kể lại, mà trong đầu Tiêu Chính Văn lại hiện ra một vài thông tin. Thiên tử Đại Đường, Lý Thế Hải. Thân phận này khiến Tiêu Chính Văn sửng sốt, rõ ràng Khổng Tề Thiên muốn tính kế với anh nên mới kéo anh về lại những năm Trinh Quán, Đại Đường. Nhưng Khổng Tề Thiên có thể quay lại thân phận trước đó của mình nhưng người khác thì lại không, dù sao chỉ có một mình ông ta đã từng trải qua thời Lý Đường. Tiêu Chính Văn biết rõ đây là một cái bẫy nhưng lại không thể từ chối, dù sao muốn đưa mấy mươi người nhà họ Trương ra ngoài, nếu không đi con đường này rất có thể sẽ xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Thế nên Tiêu Chính Văn mới đồng ý yêu cầu của Khổng Tề Thiên, dù sao Khổng Tề Thiên cũng biết nhiều về đại đường, hơn nữa chỉ có ông ta mới có thể bình an dẫn người nhà họ Trương ra khỏi thời đại này. Nhưng trong suy nghĩ ban đầu của Khổng Tề Thiên là muốn để Tiêu Chính Văn đi vào thời đại này với thân phận là một người bình thường. Hơn nữa chỉ cần Tiêu Chính Văn đi vào thời đại này, mặc dù mọi thứ chỉ là ảo giác nhưng Tiêu Chính Văn không thể khai triển tu vi của mình. Nếu Tiêu Chính Văn chỉ là một người bình thường thì chỉ có thể để mặc ông ta chém giết, đối mặt với Khổng Tề Thiên gây ra bao sóng lớn ở thời đại này, Tiêu Chính Văn cũng chỉ đành buông tay chịu trói. Nhưng ngay khi Tiêu Chính Văn vừa bước đến cổng thành lại phát hiện một bất ngờ lớn. Tiêu Chính Văn lại gặp được Lý Thế Hải vua đường, còn lấy thân phận của ông ta quay về thời kỳ đầu đại đường. Trước tiên chưa kể đến việc Tiêu Chính Văn có thể sử dụng sức chiến đấu đáng sợ hay không, chỉ riêng thân phận Lý Thế Hải này cũng đủ để áp chế mọi thứ. Mặc dù năm tháng đó, các gia tộc lớn có thể chống đối với hoàng quyền nhưng vào thời khắc quan trọng, hoàng quyền vẫn là lớn nhất. Với thân phận này của Tiêu Chính Văn, cho dù bây giờ Khổng Tề Thiên đang ở trong thân phận nào đi chăng nữa cũng không dám chọc vào sự tồn tại này. Dù Khổng Tề Thiên là người xuất sắc trong giới trẻ ở thời đại này thì cuối cùng cũng chỉ là một thần tử, mà Tiêu Chính Văn lại là vua. Vua bảo thần chết, thần phải chết. Chương 4587 cho dù Khổng Tề Thiên có tu vi mạnh thế nào cũng không thể chống đối lại Thịnh Đường,
dù sao trên triều cũng có một vị anh tài xuất thế Lý Tịnh. Huống gì còn có 20 bát hiền của Lăng Yên Các, dù thế lực của Khổng Tề Thiên lớn mạnh đến mức nào hay tu vi cao đến đâu cũng chỉ có thể phục tùng trước sức mạnh tuyệt đối. Ánh mắt Tiêu Chính Văn lóe lên tia sáng, anh không chỉ có thể mượn thân phận này để chèn ép Khổng Tề Thiên, thậm chí có thể đem theo một chút khí vận đế vương trên người Lý Thế Hải. Mặc dù chưa chắc có thể thành công, dù sao mọi thứ trước mắt đều không phải là thế giới thực mà là một ảo cảnh, nhưng Tiêu Chính Văn vẫn nghĩ có thể thử. Bệ hạ, có một vị đại thần bên cạnh quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn, chắc chắn là muốn cầu xin cho Lý Khác. Tiêu Chính Văn cũng thu lại suy nghĩ của mình, nhìn bên dưới đại điện, thiếu niên non nớt 13, 14 tuổi. Chắc hẳn cậu ta là thuộc vương Lý Khác. Năm đó tứ điện hạ Lý Khác có âm mưu phản quốc nên bị xử tội chết ở Trường An, năm đó Lý Khác còn chưa đầy 20 tuổi. Lúc này Tiêu Chính Văn cũng bừng tỉnh. Có thể nói thuộc vương Lý Khác là người giống Lý Thế Hải nhất trong tất cả những đứa con trai của ông ta, hơn nữa 9 tuổi từng đi theo quân tập xuất chinh để dẹp yên cuộc nổi dậy của tộc Khương, 12 tuổi đã tự mình dẫn quân ra trận, mở rộng lãnh thổ cho Đại Đường. Chẳng qua Lý Thế Hải vốn dĩ vì lên ngôi không được lòng thần nên chuyện gì cũng nghi ngờ, thậm chí ngay cả con trai ruột của ông ta nếu sơ hở một chút cũng sẽ bị nghi ngờ có mưu đồ phản nước. Mấy người Lý Thừa Càn chết ở Trường An là vì thế. Nhưng nghĩ kỹ lại thì mấy trăm binh sĩ sao có thể tấn công vào Thái Cực Cung được hàng ngàn quân Ngự Lâm bảo vệ được. Rõ ràng có người mưu đồ răng bẫy khiến Lý Thế Hải tự hại người thân của mình để đạt được mục đích không chính đáng của họ. Mà người dân khắp Ích Châu ai cũng biết Lý Khác một lòng vì nước, trung thành với vua, yêu thương con dân, hơn nữa còn miễn siêu thuế gần 10 năm cho người dân bản địa. Nhưng lại vì đánh thuế với cường hào mà đắc tội với gia tộc giàu có bản địa nên không ít người được gọi là tri thức bắt đầu thường xuyên viết thư cho Lý Thế Hải, bôi nhọ nói rằng Lý Khác phản nước từ năm thứ ba Lý Khác đến nước Mặc Phong. Trong số những người này thì Thượng quan Vô Kỵ và chữ Toại Lương vu cáo nhiều nhất, cũng độc ác nhất. Ý ông là Khác Nhi muốn phản bội lại giang sơn của trẫm, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn về phía chữ Toại Lương. Xin bệ hạ minh xét, Lý Khác thu phục lòng người ở Thục Trung, tư hữu binh mã, đây vốn dĩ là hành vi bất chính. Tôi thấy nên lập tức cho Lý Khác vào đại lao rồi hành quyết để cảnh cáo. Chương 4588 ánh mắt chữ Toại Lương hiện lên vẻ lạnh lùng, hung ác, ngoan độc nhìn về phía Lý Khác. Nếu đổi lại là quá khứ, với những chứng cứ mà chữ Toại Lương thu thập được, Lý Thế Hải chắc chắn sẽ làm theo ý ông ta, nhốt Lý Khác vào đại lao, không hành quyết ngay mà sẽ giam giữ thời gian dài. Đời trước Lý Khác trải qua vài mùa xuân trong đại lao, cuối cùng vẫn bị Lý Thế Hải chém đầu. Mọi chuyện cũng chỉ là một góc thu nhỏ của hoàng gia. Người ta thường nói hoàng tộc không có tình thân, mọi chuyện đều liên quan đến vận mệnh đất nước. Thế nên dù đối mặt với tình thân cốt nhục, thủ đoạn của đế vương cũng cực kỳ tàn nhẫn. Thậm chí cũng động một chút là giáng tội cho con trai ruột của mình, thậm chí là chém chết. Cho vào đại lao là trừng phạt nhẹ nhất rồi. Nếu không Lý Thế Hải cũng sẽ không truyền lại ngai vàng cho Lý Trị người con không giống ông ta nhất, cuối cùng bị Võ Lan Anh giành lấy ngôi vị, thậm chí đổi quốc hiệu thành Đại Châu. Bệ hạ, trong đó chắc chắn có hiểu lầm, tôi thấy tứ hoàng tử sẽ không có mưu đồ làm phản, ngược lại cậu ấy cầu phúc cho dân, giảm siêu thuế, tôi nghĩ chắc chắn tứ hoàng tử chạm đến lợi ích của vài người nên mới bị vu oan. Nói rồi Lý Tịnh cũng bước ra quỳ xuống trước mặt Lý Thế Hải, tức giận nhìn chữ Toại Lương và Thượng quan Vô Kỵ. Từ thời cổ đại, các học giả giỏi nhất trong việc cố ý lẫn lộn đúng sai, khẩu Phật tâm xà. Lý Tịnh đã cực kỳ ghét mấy học giả trên triều đường này lắm rồi. Bây giờ họ lại thông đồng với nhau hãm hại Lý Khác, không chỉ là Lý Tịnh mà ngay cả mấy người quân tập cũng nghẹn một bụng tức, nếu không phải đang ở triều đường thì mấy người họ đã đánh nhau rồi. Chuyện này rất nghiêm trọng, Khác Nhi, con có gì muốn nói? Nói rồi Tiêu Chính Văn nhìn về phía Lý Khác đang lộ vẻ hoảng sợ ở bên dưới. Sở dĩ Lý Thế Hải canh cánh trong lòng chuyện này là vì năm đó ông ta không cho Lý Khác cơ hội giải thích đã giao chuyện này cho đám người chữ Toại Lương điều tra xử lý. Chữ Toại Lương thông qua các học giả thuộc địa giả mạo rất nhiều chứng cứ phạm tội mưu đồ phản nước của Lý Khác, khiến cậu ta thành người có tội. Thậm chí sau đó còn có người lật án của Lý Khác lại cũng không thể làm gì được. Nhưng đến khi Lý Thế Hải đến tuổi xế chiều mới nhận ra bản thân bị người có ý đồ xấu che mở mắt.
Dù sao Lý Khắc vừa đến thuộc địa chưa được 3 năm, có thể có được bao nhiêu người tin cậy, có thể thu phục được bao nhiêu người. Nhưng chứng cứ mà đám người chữ Toại Lương cung cấp năm đó có rất nhiều sơ hở, một đứa bé 14 tuổi làm gì có mưu đồ cẩn thận như thế. Phụ hoàng, còn chưa từng nghĩ đến việc giành lấy giang sơn của phụ hoàng, mà là tự mình thấy người dân thuộc địa cơ cực nên mới không đành lòng chèn ép họ. Học giả và quan chức địa phương thông đồng với nhau ban lệnh người tri thức được miễn thuế, mà mấy siêu thuế này lại do người dân gánh chịu. Thậm chí còn có người đề nghị triều đình cứ 10 hộ nông dân sẽ nuôi một nhà người tri thức, lẽ nào hai thánh nhân Khổng Mạnh đã truyền dạy người đời sau thế sao? Chưa nói đến đạo đức, thậm chí họ không có giới hạn của một con người. Quả thật quá quát, vô liêm sỉ. Chương 4589 con không thể trơ mắt nhìn nên mới lấy danh nghĩa thuộc vương miễn thuế cho người dân, chuyển sang cho đám nhà giàu và người tri thức gánh vác nên con mới bị chúng vụ oan, mong phụ hoàng minh xét. Nói rồi Lý Khắc quỳ xuống đất. Ồ, học giả thông đồng với quan chức, chuyện lớn như vậy sao không báo lại với trẫm? Đúng là to gan. Nói rồi Tiêu Chính Văn đập mạnh xuống bàn, sau đó vẻ mặt hòa hoãn nói, nếu đã thế, trẫm nể tình con vì lo lắng cho sự cơ cực của người dân bỏ qua chuyện này. Từ nay về sau, bất kỳ ai cũng không được nhắc đến nữa, con cũng đừng quay lại thuộc địa nữa, cứ ở lại trong cung đọc sách đi. Bãi triều. Dứt lời, Tiêu Chính Văn đứng dậy đi về phía hậu cung, lúc đi ngang qua bên cạnh Lý Khắc còn khẽ giọng nói, con đi theo cha. Lý Thế Hải không chỉ không xử lý Lý Khắc mà ngược lại còn ở cậu ta lại trong cung, đám người chữ Toại Lương sửng sốt, nhất là thượng quan Vô Kỵ, sắc mặt ông ta cực kỳ khó coi nhìn Lý Thế Hải. Nếu là ngày thường, làm sao Lý Thế Hải có thể tha thứ cho Lý Khắc dễ dàng như thế? Chữ Toại Lương và thượng quan Vô Kỵ cũng như các học giả từng làm quan thời mãn triều đã mất gần một năm công sức để ngụy tạo bằng chứng hãm hại Lý Khắc, kết quả lại bị một câu nói nhẹ nhàng của Lý Thế Hải vạch trần mọi chuyện. Nếu là trước đây, cho dù Lý Khắc không bị chém đầu ngay lập tức thì cũng bị xử tử mới phải. Bệ hạ anh minh, Lý Tịnh và Hầu Quân Tập cuối cùng cũng nở nụ cười nhẹ nhõm. Nhưng dù sao bọn họ cũng chỉ là bề tôi, không dám hỏi nhiều chuyện hoàng gia, sau khi nhìn bố con Lý Thế Hải ra khỏi đại điện. Bọn họ cũng lần lượt rời đi. Lúc này, mẹ của Lý Khắc đang thắp hương khấn vái trong hậu cung, chỉ mong con trai mình có thể thoát chết. Lúc bà ta nhận được tin Lý Khắc không bị hỏi tội, mà bị Lý Thế Hải giữ lại trong hoàng cung, bà ta vui mừng đến mức hai mắt đẫm lệ, không nghĩ ngợi nhiều, vội vàng chạy đi gặp Lý Thế Hải. Lý Thế Hải ngồi ngay ngắn trong thư phòng, liếc nhìn mẹ con Lý Khắc. Dương Thị nắm chặt tay, lo lắng cho tương lai của Lý Khắc. Con biết sai ở đâu chưa? Tiêu Chính Văn ngẩng đầu nhìn, hỏi Lý Khắc. Nghe vậy, Lý Khắc quỳ xuống trước mặt Tiêu Chính Văn. Nhi thần xin nghe theo lời phụ hoàng chỉ dạy. Tiêu Chính Văn nhìn Lý Khắc, cười nói, đứng lên rồi nói. Con đường đường là hoàng tử đại đường, sao có thể tùy ý quỳ xuống? Trong lòng Lý Khắc lúc này vẫn vô cùng bất an. Lý Thế Hải hôm nay rất lạ, không những không trừng phạt hắn và ngược lại còn cho hắn cảm giác nhân từ của người cha. Mặc dù vẻ mặt của Lý Thế Hải vẫn rất nghiêm túc, nhưng từ ngữ điệu có thể nghe ra được sự yêu thương đối với Lý Khắc. Con biết rõ nho sinh ở thuộc địa cấu kết với bọn họ, con vẫn muốn chống lại bọn họ sao? Chương 4590 cho dù con vì lợi ích và hạnh phúc của người dân, nhưng cách làm của con cũng quá liều lĩnh. Lẽ nào con không thể dâng thư báo cáo chuyện này cho trẫm sao? Cho dù trẫm từng nói học giả là vũ khí trọng yếu của đất nước, nhưng người dân mới là gốc rễ của đất nước, trẫm cũng đã nói nước có thể nâng thuyền cũng có thể lật thuyền, sao con không nhớ? Con biết rõ đám học giả kia liên thủ hãm hại con, nhưng con lại không thanh minh trên triều đường, đây là lỗi của con. Tiêu Chính Văn trầm giọng nói. Thực ra theo quan điểm của Tiêu Chính Văn, chuyện này vốn dĩ chẳng có gì to tát, chẳng qua là làm tổn hại đến lợi ích của đám học giả kia mà thôi. Đúng như anh vừa nói, đối với đại đường, người dân là gốc rễ, còn học giả chỉ là đám giỏi trong xương. Nếu bọn họ yên phận thì mọi việc sẽ ổn thỏa, còn nếu dám tranh giành lợi ích với người dân thì giết cũng không oan. Thiên hạ không có nho gia, ngược lại sẽ thái bình, không có đám người thị phi này, đối với đại đường, có lợi chứ không có hại. Vâng, nhi thần biết sai rồi. Đa tạ phụ hoàng chỉ bảo. Lý Khắc nói. Thôi, về cung đi. Mấy ngày nay mẫu phi con ăn không ngon ngủ không yên vì chuyện của
con về chăm lo cho mẫu phi đi. Tiêu Chính Văn nói rồi xua tay với Lý Khác. Rõ, sau khi Lý Khác rời đi, Dương Thị vô cùng kinh ngạc. Điều này hoàn toàn khác với Lý Thế Hải mà bà ta biết trước đây. Nếu là trước đây, Lý Thế Hải sẽ không bao giờ mềm lòng với Lý Khác, ngay cả người mẫu thân như bà ta cũng bị liên lụy và chịu tội cùng con trai, thậm chí bị xử tử cùng. Bà ta là em gái ruột của Tùy Thang Đế Tiền Triều, Lý Thế Hải nghi ngờ mẹ con họ cũng là điều có lý. Nhưng hôm nay, Lý Thế Hải không trách phạt Lý Khác, cũng không trách bà ta, điều này kỳ lạ như mặt trời mọc đằng Tây vậy. Lý Khác từ nhỏ đã phải đi xa, mấy năm nay phải chịu nhiều thiệt thòi. Bà đến ngự chủ phòng dặn dò bọn họ nấu mấy món Lý Khác thích ăn, an ủi nó đi. Tiêu Chính Văn nói tiếp. Một câu nói đơn giản nhưng lại khiến Dương Thị bật khóc. Dương Thị vốn sinh ra trong hoàng tộc, nên bà ta hiểu rõ hơn ai hết, trong hoàng thành không có tình thân. Nhưng Lý Thế Hải giờ lại như một người cha bình thường, một người chồng quan tâm đến gia đình. Lý Khác vừa trở về tẩm cung lúc nhỏ của mình, một thái giám trẻ nhanh chóng bước ra đón. Tứ điện hạ, ngài không sao chứ? Thái giám hơi kinh ngạc quá mức, không ngừng lấy tay áo lau đi nước mắt kích động trên mặt. Thật kỳ lạ, lần này phụ hoàng chưa trừng phạt ta, cũng không có ý trừng phạt ta. Điều này rất khác so với tính cách trước đây của phụ hoàng. Lý Khác nói với giọng khó hiểu. Điện hạ, ngài nói gì thế? Dù sao ngài cũng là máu thịt của bệ hạ, sao bệ hạ có thể trở mặt với điện hạ chỉ vì vài tên lưu manh được chứ? Thái giám thuyết phục. Chương 4591 cũng có lý. Chuẩn bị đi, lát nữa ta sẽ đến thư phòng phía nam đọc sách. Lý Khác quay đầu ra lệnh cho thái giám. Nếu đã ở lại Long Kinh thì phải giống như những vị hoàng tử khác, ngày nào cũng đến thư phòng phía nam học hành. Rõ, tôi sẽ đi chuẩn bị ngay. Lý Thế Hải gần như ngày nào cũng đích thân đến thư phòng phía nam để kiểm tra bài tập của các hoàng tử, chỉ cần một mỗi nhỏ cũng sẽ bị Lý Thế Hải trừng phạt. Nhưng hôm nay rất kỳ lạ, gần như tất cả mọi người đều đợi ở cửa, nhưng Tiêu Chính Văn mãi không ra khỏi thư phòng phía nam. Điều này khiến mọi người hơi lo lắng. Thậm chí có không ít phi tần lấy lý do mời Lý Thế Hải dùng bữa để thăm dò tình hình. Bệ hạ, đến giờ ăn tối rồi. Mọi người ăn trước đi, không cần đợi trẫm. Tiêu Chính Văn xua tay nói. Tiêu Chính Văn chắp tay sau lưng, nhìn Khổng Mạnh Chi đạo xếp trên giá sách, không khỏi lắc đầu. Bệ hạ, thật ra những cuốn sách này, Tiêu Chính Văn quay đầu nhìn phi tử phía sau, khẽ cau mày hỏi, tất cả hoàng nhi đều không thích nho học điển tịch sao? Nghe vậy, vị phi tử kia tái mặt vì sợ hãi, vội vàng xua tay, không, không phải như vậy, Lý Trị, nó thích là thích, không thích là không thích. Hơn nữa, sao có thể trị vì đất nước bằng lời dạy của Khổng Mạnh? Như vậy sẽ hủy diệt đại đường ta. Nếu các hoàng tử không thích, trẫm sẽ hạ lệnh đổi thầy giáo khác. Sau này, các hoàng tử của trẫm sẽ học quân sự, tư tưởng, pháp luật. Đây mới là những thứ một nhà hiền quân nên đọc, Tiêu Chính Văn nghiêm túc nói. Nghe vậy, vị phi tử kia vô cùng sợ hãi, lẽ nào Lý Thế Hải lại nổi giận rồi sao? Bệ hạ, thần thiếp không có ý đó, ý của thần thiếp là, phụ hoàng, nhi thần đặc biệt đến lời phụ hoàng dùng bữa. Lúc này, Lý Khác gõ cửa bước vào, cung kính nói. Tiêu Chính Văn liếc nhìn Lý Khác và vị phi tử kia, khẽ gật đầu, được rồi, gọi cả mẫu phi con cùng dùng bữa đi. Không lâu sau, một tên thái giám dẫn Dương Thị đến ngự thiện phòng. Ngự thiện phòng là nơi để thiên tử dùng bữa, còn ngự chủ phòng mới là nơi để nấu ăn. Tiêu Chính Văn ngồi ở giữa, trên bàn bày sẵn vô số cao lương mỹ vị. Lý Khác, Dương Thị, mấy vị phi tần và hoàng tử cũng xếp hàng hai bên, yên lặng chờ đợi. Ngồi đi, đừng đứng nữa, Tiêu Chính Văn nói. Xin bệ hạ dùng bữa trước, ta. Chương 4592 Dương Thị còn chưa kịp nói xong, Tiêu Chính Văn đã xua tay nói, ngồi đi. Ta đã nói là cùng nhau dùng bữa, hôm nay không cần để ý nhiều đến quy tắc. Nghe vậy, Dương Thị nhìn Lý Thế Hải với vẻ ngạc nhiên. Đây là lần đầu tiên kể từ thời nhà Đường, phi tần và hoàng đế cùng dùng bữa. Mấy vị phi tử liếc nhìn nhau, sau đó ngồi xuống với tâm trạng bất an. Lúc này, không chỉ Lý Khác mà mắt mấy vị hoàng tử khác cũng ươn ướt. Bọn họ lớn như vậy rồi nhưng đây là lần đầu tiên cảm nhận được sự ấm áp của gia đình. Phụ hoàng, bài tập hôm nay chúng con đều làm không tốt,
ngày mai nhất định sẽ, Lý Trị còn chưa kịp nói xong, Tiêu Chính Văn đã xua tay ngắt lời, sau đó nói với thái giám, đi triệu mời thầy giáo đến đây cho trẫm. Thái giám đáp lại rồi vội vàng chạy ra khỏi ngự thiện phòng. Không lâu sau, thái giám dẫn theo một vị học giả đến. Ý định ban đầu của Tiêu Chính Văn chỉ là muốn nói với ông ta rằng sau này không cần đến dạy các hoàng tử nữa. Hoàng tử của đại đường cũng không cần học những học thuyết sai lầm đó. Nhưng khi thầy giáo kia bước vào ngự thiện phòng, ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chính Văn, không chỉ thầy giáo sững sờ mà ngay cả Tiêu Chính Văn cũng hơi bất ngờ. Bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chính Văn lập tức nhận ra người này là Cố Đồng. Mặc dù nơi này chỉ là ảo cảnh nhưng những người này vốn dĩ không thuộc thời đại này nên chỉ cần gặp mặt nhau là có thể nhận ra đối phương. Hơn nữa dù gọi thẳng tên của nhau thì cũng không nghe được tên ban đầu của đối phương. Chẳng hạn như dù bây giờ Cố Đồng có gọi thẳng tên của Tiêu Chính Văn, người khác cũng vẫn chỉ nghe được hai chữ bệ hạ. Tiêu Chính Văn mà người khác nhìn thấy lại là Lý Thế Hải vua Đường, còn đám người Khổng Tề Thiên và Điền Văn lại nhìn thấy đó là Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn và Cố Đồng không ngờ lại gặp nhau bằng cách này và ở nơi này. Thậm chí Tiêu Chính Văn vẫn chưa định đi tìm đám người Khổng Tề Thiên, kết quả họ lại chủ động tìm đến tận cửa. Thấy Tiêu Chính Văn, Cố Đồng lập tức toát mồ hôi lạnh. Vì lúc này thân phận của hắn chỉ là một chức quan nhỏ ngũ phẩm trong triều, còn Tiêu Chính Văn lại là địa chủ của một vương triều. Ban đầu hắn còn nghĩ với thân phận của hắn, chỉ cần tìm được Tiêu Chính Văn là có thể dựa vào đó để giết Tiêu Chính Văn trả thù. Dù sao hắn cũng là thầy giáo của các hoàng tử, trong đó có cả thái tử, muốn giết một người dân bình thường chẳng phải chỉ cần mở miệng thôi sao. Ban đầu hắn nghĩ chỉ cần Tiêu Chính Văn xuất hiện, cùng lắm chỉ một câu là có thể định tội chết cho Tiêu Chính Văn, nhưng bây giờ hắn ngơ ngác khi nhìn thấy Tiêu Chính Văn ngồi ở vị trí chính giữa trong ngự thiện phòng. Võ sĩ Kim qua đâu? Tiêu Chính Văn bỗng lạnh lùng hỏi. Chương 4593 có. Một tiếng đáp lại, mấy mươi võ sĩ và quân ngự lâm chạy vào ngự thiện phòng như thủy triều. Thậm chí các hoàng tử và phi tử bên cạnh vẫn chưa hiểu rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì thì mấy võ sĩ Kim qua cầm theo Kim qua lao đến phía trước. Bắt hắn. Tiêu Chính Văn chỉ vào Cố Đồng, hắn chưa kịp phản kháng đã bị bốn võ sĩ Kim qua đè xuống đất. Quỳ xuống. Một võ sĩ Kim qua trong đó đá gãy đùi của Cố Đồng, đè đầu hắn xuống đến trước mặt Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, anh dám. Cho đến lúc này Cố Đồng vẫn không chịu thua ngẩng đầu lên tức giận nhìn Tiêu Chính Văn. To gan, dám nhìn trẫm bằng ánh mắt đó. Thiệt cho trẫm còn xem đám học giả các người là người tốt để các người dạy cho hoàng tử, thế này chẳng phải muốn dạy hoàng tử của trẫm thành phản đồ sao? Người đâu, đánh cho ta. Tiêu Chính Văn bỗng đập bàn chỉ vào Cố Đồng. Nghe thế mấy võ sĩ Kim qua đều sửng sốt, dù sao đây cũng là thầy giáo của hoàng tử, sao lại đánh? Đánh mạnh không, bệ hạ, đánh thật mạnh vào. Tiêu Chính Văn lạnh lùng thốt ra bốn chữ. Vâng, thiên tử đã ra lệnh, ai dám không nghe theo. Mấy võ sĩ lần lượt rút roi dài ra từ thắt lưng, hung hăng đánh vào người Cố Đồng. Chỉ mới một roi mà quần áo của Cố Đồng bị rách một lỗ lớn, da thịt trong lớp quần áo bị chóc ra, máu nhiễm đỏ cả quần áo. Dù sao hắn chỉ là một văn quan thôi, không có tu vi, nào có thể chịu được một roi của võ sĩ. Chỉ mới có hai roi mà xương cốt của Cố Đồng đã bị đứt gãy hết ba cái. Cho dù thế nào, Tiêu Chính Văn cũng không thể để Cố Đồng sống sót rời khỏi đây, ngộ nhỡ hắn tiết lộ thân phận của Tiêu Chính Văn ra ngoài thì phiền phức lớn. Đến lúc đó đám người Khổng Tề Thiên có ai còn dám đến? Lẽ nào còn muốn từng người đi tìm họ? Trước đây Tiêu Chính Văn cũng từng đồng ý với Trần Huy Tổ nhất định sẽ giết trưởng lão Thanh Dương thay ông ta. Hơn nữa Tiêu Chính Văn không phải người hiền lành gì, không lương thiện quá mức. Nếu Cố Đồng đã là con trai của trưởng lão Thanh Dương thì dĩ nhiên Tiêu Chính Văn sẽ không để hắn sống sót. Chương 4594 chỉ thấy võ sĩ trước điện đánh từng roi lên người Cố Đồng, một lúc sau đã bị đánh đến mức máu thịt lẫn lộn. Nhưng Tiêu Chính Văn vẫn lạnh lùng nhìn cảnh tượng này. Ánh mắt cực kỳ lạnh nhạt, người bên cạnh cũng sợ hãi không dám thở mạnh. Dù sao Lý Thế Hải cũng là thiên tử đại đường, đừng nói là đánh một quan văn, dù có tịch thu gia sản diệt cả gia tộc cũng không có ai dám nói nữa chứ không. Phụ hoàng, đều là nhi thần không chịu cố gắng học hành, mong phụ hoàng rộng lòng tha cho thầy. Phụ hoàng, sau này nhi thần sẽ cố gắng học hành,
mong phụ hoàng độ lượng. Mong phụ hoàng khai ân, mấy hoàng tử nào còn tâm trạng ăn cơm nữa. Đều đứng lên cầu xin cho thầy của mình. Ngồi xuống ăn cơm các của con đi, chuyện này không liên quan đến các con. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nhìn mấy hoàng tử nhưng lại không có ý định kêu dừng. Bệ hạ, lẽ nào muốn đánh chết đại nhân Quách thật sao? Một thái giám tổng quản bên cạnh thấy Cố Đồng đã bị đánh đến mức máu thịt lẫn lộn, đến tiếng kêu cũng như chó kêu vậy nên bèn bước đến hỏi. Chuyện của trẫm cũng là chuyện mà ngươi có thể xen miệng vào được sao? Tiêu Chính Văn lạnh lùng trợn mắt nhìn tổng quản đó, khiến ông ta sợ hãi vội lùi sang một bên. Trẫm bảo các người đánh đến chết, các người đang gãi ngứa cho hắn sao? Nói rồi Tiêu Chính Văn bỗng đứng dậy, giành lấy cây roi từ trong tay võ sĩ rồi đánh lên người Cố Đồng. Vút, dù sao Lý Thế Hải cũng là thiên tử, không thể xem thường thực lực của ông ta. Chỉ đánh một roi thôi mà xương cốt của Cố Đồng đã như bị gãy vụn, cả gương mặt để hiện lên vết roi hằn sâu. Bụp, Cố Đồng chưa kịp hét ra tiếng thì Tiêu Chính Văn đã quất thêm một roi nữa khiến não Cố Đồng vỡ ra, lập tức không còn hơi thở. Cũng đúng lúc này, trưởng lão Thanh Dương đang ngồi khoanh chân ở cửa núi lửa bỗng hoảng loạn. Sau đó một thẻ ngọc đột nhiên vỡ ra. Đồng Nhi, sắc mặt trưởng lão Thanh Dương thay đổi. Sát khí cuộn trào, ông ta ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, ánh mắt phá vỡ bầu trời như một tia chớp. Cố Đồng là con trai duy nhất của ông ta, lúc này thẻ ngọc trước mặt ông ta bị vỡ chứng tỏ Cố Đồng đã mất mạng. Trong Thái Cực Cung, tất cả các phi tử đều ngạc nhiên nhìn Tiêu Chính Văn, không dám thở mạnh. Phụ hoàng, nhi thần no rồi, nhi thần tạm lui. Lý Khác và các hoàng tử đều đứng dậy hoảng sợ chào Tiêu Chính Văn. Chương 4595 đi đi. Tiêu Chính Văn xua tay, các hoàng tử vội vàng chạy ra khỏi Ngự Thiện phòng như trốn thoát. Đúng lúc này, trong Tề Thiên thư viện, một ông lão tóc bạc mở mắt ra, hét lớn một tiếng, "Tiêu Chính Văn." Sau đó ông lão nở nụ cười cực kỳ nham hiểm. Sau đó vô số khí tức quen thuộc cũng thức tỉnh trong thành Trường An. Tiếng trống của Tề Thiên thư viện vang lên, rất nhiều học giả đều đồng loạt chạy về phía Tề Thiên thư viện như bị thứ gì đó kêu gọi. Trong đó vừa có quan viên trong triều vừa có cao thủ đại tài có thực lực khá. Điều mà Khổng Tề Thiên muốn làm là tìm được Tiêu Chính Văn rồi ép Tiêu Chính Văn nghe theo sự chi phối bằng mọi thủ đoạn, dù Tiêu Chính Văn dám phản kháng, chỉ dựa vào các quan văn và cao thủ này cũng có thể giết chết Tiêu Chính Văn. Tiêu Chính Văn, tôi muốn xem thử ở đại đường này cậu đấu với tôi thế nào, Khổng Tề Thiên lộ ra vẻ tàn nhẫn, nghiến răng nói. Theo lý Khổng Tề Thiên vốn dĩ có thể đi tìm Tiêu Chính Văn, còn có thể giết anh. Nhưng vì trước đó Khổng Tề Thiên đã nhiều lần thất bại trong tay Tiêu Chính Văn, lần nào cũng là Tiêu Chính Văn tạo ra kỳ tích nên ông ta cũng cẩn thận dè dặt hơn. Lần này ông ta không chỉ tự mình ra tay mà còn dẫn theo tất cả cao thủ mà ông ta quen biết ở thời đại này, nghiền ép Tiêu Chính Văn. Trong thời đại này quan hệ của Khổng Tề Thiên rất rộng, hơn nữa bản thân ông ta lại là người nhà họ Khổng nên muốn mời các cao thủ đến từ các thế lực cũng không phải là việc khó. Ngược lại bên thành Trường An, Tiêu Chính Văn đã âm thầm bày bố, dù sao Khổng Tề Thiên đã làm họ cùng quay về thời đại này, tuyệt đối sẽ không để lọt gió, chắc chắn Khổng Tề Thiên đã chuẩn bị hết mọi thứ. Thế nên bên Tiêu Chính Văn cũng sẽ có hành động. Thoáng chốc đã đến kỳ hạn 10 ngày, qua đêm nay Tiêu Chính Văn và đám người Khổng Tề Thiên có thể thuận lợi rời khỏi địa phủ. Vốn dĩ bọn họ quả thực phải bị quản lý cả đời nhưng Khổng Tề Thiên đã đổi ý trên đường, chỉ cần giết được Tiêu Chính Văn thì cũng đã đạt được mục đích của ông ta. Nhưng vào sáng sớm hôm nay, khi mặt trời vừa ló dạng, một ông ta đeo thanh kiếm này sau lưng sải bước đi xuống khỏi đỉnh núi Hoa Sơn. Bên Huệ Mi cũng có một ông lão tóc bạc bước vào không trung đi đến trên bầu trời thành Trường An. Đồng thời trong các phái võ tông cũng cử ra hàng trăm cao thủ đến Trường An. Sau đó từng luồng khí tức đáng sợ xuất hiện trên bầu trời Trường An, trong số những người này có người đã đạt đến cảnh giới thiên vương, có người đã là cảnh giới nhân hoàng. Thậm chí còn có khí tức của đế cảnh tràn ngập trong đám người. Những người này chính là đám người Khổng Tề Thiên và Điền Văn. Thân phận của họ trong thế giới này không hề tầm thường. Chương 4596 nhất là anh em Điền Văn, là trưởng giáo chân nhân của Hoa Sơn và Huệ Mi, còn Khổng Tề Thiên lại là đại diện của thế lực lớn nhất trong thế tục học giả. Hàng ngàn cao thủ và rất nhiều quan chức tập trung lại xung quanh đám người Khổng Tề Thiên,
có thể nói trận thế này dù là vương hầu bình thường cũng buông tay chịu thua chứ đừng nói là giết một người bình thường. Sức mạnh này mạnh đến mức độ nào chứ? Ngay cả nhiều công thần mạt tướng cũng lộ ra vẻ ngạc nhiên. Quan trọng hơn là thống soái của quân Ngự Lâm ở thành Trường An cũng ở trong đám người này, có thể nói ngoài người đương triều kia thì không một ai có thể làm ngơ trận thế trước mắt này. Khổng Tề Thiên tự mình dẫn mọi người đến bên ngoài thành Trường An, với trận thế hiện tại muốn giết một Tiêu Chính Văn nhỏ bé đã dư sức rồi. Lần này Khổng Tề Thiên đã quyết tâm giết Tiêu Chính Văn cho bằng được, vừa để báo thù cho bản thân vừa tiêu trừ hậu họa cho nhà họ Khổng. Tiêu Chính Văn. Khổng Tề Thiên đứng trên bầu trời ngoài thành Trường An, nơi đó ánh sáng màu đen tràn ngập bầu trời, tầng mây như một bức màn, cả thành Trường An đều chìm trong khí tức khác thường. Khổng Tề Thiên có thực lực tuyệt đối ở thời đại này, cho dù là sức mạnh trong thế tục hay là uy thế trong võ tông cũng đạt đến độ cao chưa từng có. Dù là năm đại danh sơn cũng chỉ có thể khuất phục dưới chân ông ta, nếu không sau này ông ta cũng không thể lật đổ được Võ Châu. Đây chính là tầm ảnh hưởng của ông ta ở thời đại này, đừng nói là người bình thường, dù là hoàng gia cũng bị ông ta xem thường. Nhưng người khác không nghe được câu ông ta vừa nói, chỉ có Tiêu Chính Văn đang ở trong Thái Cực Cung mới có thể nghe rõ mồn một. Thậm chí có thể đối thoại cách một tầng không chung với Khổng Tề Thiên. Mặt mũi lớn đấy. Tiêu Chính Văn ngẩng đầu nhìn ra ngoài thành Trường An, vẻ mặt vẫn như thường. Khổng Tề Thiên cũng không nghĩ nhiều. Dù sao theo kế hoạch Tiêu Chính Văn cùng lắm chỉ có thân phận là một người bình thường, thế nên dù thu hút sự chú ý của các công thần mạt tướng đó cũng sẽ không gây ra sóng gió gì. Cộng thêm việc bên cạnh ông ta có không ít quan chức trong triều, cũng đủ để áp chế các võ tướng đó, cùng lắm đã đưa một ít lương thực, tiền tài là có thể khiến các công thần mạt tướng đó ăn nói cẩn thận. Nghĩ đến đây, Khổng Tề Thiên kiêu ngạo tiến ra một bước, dẫn theo các cao thủ phía sau chạy thẳng về hướng thành Trường An. Trên bầu trời, hàng ngàn cao thủ bước đi trên mây, uy phong lẫm liệt, trận thế này cũng không kém hơn trận chiến diệt tùy là bao. Bệ hạ, trong thành Trường An hình như có biến động, một thái giám tổng quản vội vàng chạy đến cạnh Tiêu Chính Văn báo. Mặc dù trận thế của Khổng Tề Thiên rất lớn nhưng dù sao Trường An cũng là thủ đô của Đại Đường, thiên hạ vừa thái bình ai dám gây sự ở thủ đô. Thế nên người dân trong thành Trường An vẫn không hề bị khí thế của đám người Khổng Tề Thiên ảnh hưởng. Ồ, để chấm ra xem thử. Tiêu Chính Văn vẫn rất bình tĩnh, nhìn đám người Lý Tịnh đang cung kính ở bên cạnh. Lúc này Lý Tịnh và Uất Trì Cung đã mặc áo giáp như thể đang đối mặt với kẻ thù lớn, đằng sau họ là những người mạnh nhất trong 28 tướng của Lăng Yên Các và hàng vạn cấm quân của Hoàng Thành. Chương 4597 Tiêu Chính Văn bước ra đi thẳng đến bầu trời thành Trường An. Mặc dù Tiêu Chính Văn đã không thể sử dụng tu vi của mình nhưng bản thân Lý Thế Hải cũng là một cao thủ đế cảnh. Tiêu Chính Văn vừa bước vào không trung, đám người Khổng Tề Thiên đã đánh tới. Tiêu Chính Văn, tôi biết cậu không hề tầm thường, hơn nữa có lai lịch lớn nhưng tiếc là thời đại này không thuộc về cậu. Cậu không nên đồng ý đến Đại Đường, ở thời đại này tôi muốn giết cậu cũng giống như giết một con kiến thôi. Khổng Tề Thiên và đám người Điền Văn cười mỉa nhìn Tiêu Chính Văn. Dù có ở Đại Đường, chỉ dựa vào ông cũng đừng hòng giết tôi, Tiêu Chính Văn chỉ lạnh nhạt cười, có vài việc phải làm cho dứt khoát. Tiêu Chính Văn, cậu lầm to rồi, người muốn giết cậu không chỉ có tôi mà còn có họ nữa. Nói rồi đám người Điền Văn bước đến, hàng ngàn cao thủ phía sau họ cũng đều rút kiếm ra. Với hàng ngàn cao thủ phía sau và năm đại danh sơn, lẽ nào còn không đủ giết cậu sao? Khổng Tề Thiên cười nhạo, cực kỳ đắc ý nói. Mặc dù ông ta cũng khá khó hiểu tại sao Tiêu Chính Văn cũng có thể khai triển thực lực đế cảnh nhưng mọi thứ đã không còn quan trọng nữa. Chỉ một đế cảnh thôi thì không thể so được với mấy mươi cao thủ đế cảnh đằng sau ông ta, huống gì bản thân Khổng Tề Thiên ở thời đại này cũng là một cao thủ đế cảnh cấp 2. Một ông lão ở phía sau ông ta bỗng đổi sắc khi nhìn thấy Tiêu Chính Văn. Đúng là Khổng Tề Thiên có thể một tay che trời ở thời đại này nhưng không có nghĩa là ông ta thao túng mọi thứ. Chỉ có mấy người vậy thôi sao? Không đủ, Tiêu Chính Văn cũng cười nhạo. Hừ, nói thật nếu không phải đang ở Đại Đường thì Tiêu Chính Văn cậu có thể nói thế, thậm chí dù tôi mới cao thủ năm đại danh sơn đến cũng không phải là đối thủ của cậu. Nhưng tiếc thật, nơi này là Đại Đường, cậu chỉ có thể để mặc tôi bóp nắn khi đối diện với thực lực tuyệt đối. Khổng Tề Thiên cười nhạo,
dựa vào trận thế hiện giờ của ông ta nếu không giết được Tiêu Chính Văn thì không chỉ ông ta mà ngay cả đám người Điền Văn cũng sẽ sụp đổ. Thậm chí sẽ ảnh hưởng đến con đường tu hành sau này của họ. Nhưng vừa dứt lời, ông ta chỉ thấy một ánh sáng vàng lao đến, giọng nói lạnh như băng bỗng nổ tung trong không trung. Kẻ nào dám làm phản? Khí thế của đám người Khổng Tề Thiên quá đáng sợ, thậm chí đã có thể chấn động trời đất một phương. Nhưng lại như ánh sáng đom đóm nhỏ nhoi so với khí tức của người này. Sắc mặt Khổng Tề Thiên thay đổi, hơi kinh ngạc nhìn chiến tướng kim giáp đằng sau Tiêu Chính Văn. Chúng không làm phản, chỉ là muốn đến giết chấm, Tiêu Chính Văn thản nhiên nói một câu khiến Khổng Tề Thiên và đám người Điền Văn cực kỳ ngạc nhiên. Giết chấm, chữ chấm này không phải có thể sử dụng bừa bãi được, lẽ nào, nghĩ đến đây, sắc mặt Khổng Tề Thiên thay đổi, sau lưng lạnh toát. Hít khí lạnh nhìn chằm chằm Tiêu Chính Văn, cậu là Lý Thế Hải. Chương 4598 Khổng Tề Thiên quả thực đã tính toán xong xuôi hết tất cả. Hơn nữa, đến với thời đại này, Tiêu Chính Văn nhiều nhất chỉ là một người bình thường mà thôi. Mà ông ta lại có thể mời được vô số cao thủ tới giết Tiêu Chính Văn. Thế nhưng, nhìn thấy cảnh tượng này, không chỉ có Khổng Tề Thiên, mà ngay cả mấy người Điền Văn cũng như bị sét đánh trúng. Tiêu Chính Văn lại trở thành vua đường Lý Thế Hải, vậy thì ai dám giết chứ? Chưa nói tới việc bản thân Lý Thế Hải có thân phận là thiên tử đại đường, chỉ riêng 28 công thần Lăng Yên các dưới trướng ông ta thôi cũng là những sự tồn tại mà bọn họ căn bản chẳng thể chọc tới. Ám sát vua, khí tức khắp người Lý Tịnh đều đột nhiên biến đổi. Một cỗ sát khí nồng đậm đột nhiên bộc phát ra ngoài. Mau chạy, Khổng Tề Thiên gào lên một tiếng, tình cảnh này căn bản không thể đánh. Ở niên đại đó, Lý Tịnh hoàn toàn xứng đáng là một chiến thần. Đừng nói là ông ta, ngay cả mấy nghìn cao thủ sau lưng ông ta cùng ra tay thì cũng không chống đỡ nổi một đòn của Lý Tịnh. Người đâu, giữ mấy người bọn họ lại, những kẻ có liên quan còn lại thì luận tội mưu phản, giết hết không tha. Tiêu Chính Văn chỉ vào mấy người Khổng Tề Thiên, nói với hàng chục nghìn Ngự Lâm quân phía sau lưng. Anh đương nhiên sẽ không giết mấy người Khổng Tề Thiên. Bọn họ vẫn còn giá trị rất lớn đối với Tiêu Chính Văn. Đám cao thủ của Nam Đại Danh Sơn và Võ Tông kia còn chưa kịp phản ứng đã bị rất nhiều Ngự Lâm quân bao vây không chút kẽ hở. Ngay sau đó, Lý Tịnh giơ kiếm lao vào trong đám người. Chỉ trong nháy mắt đã có vô số đầu người bay lên, từng cái xác không đầu lần lượt rơi xuống từ trên không trung. Đừng nói bọn họ chỉ có mấy nghìn người, dù là đại quân hàng triệu người của thời tùy khi đó. Ở trước mặt Lý Tịnh cũng chỉ như bầy kiến mà thôi. Võ Tông, Nam Đại Danh Sơn, mấy người to gan lắm, còn dám công khai mưu phản. Xem ra mấy người sống yên ổn lâu quá rồi nên không còn biết nể sợ nữa rồi. Người đâu, giết hết toàn bộ bọn chúng, cử 3.000 phủ vệ cùng tôi giết tới Nam Đại Danh Sơn, tiêu diệt sạch sẽ đám cặn bã loạn thần này. Lý Tịnh vừa nói dứt lời, Tiêu Chính Văn đã khẽ xua tay nói, chẳng qua chỉ là ân oán cá nhân mà thôi. Không cần phải gây liên lụy quá nhiều. Nhìn thấy mấy nghìn cao thủ đi theo bọn họ tới đều bị giết sạch, mấy người Khổng Tề Thiên lúc này đều chỉ biết cúi gằm mặt. Chương 4599 vốn dĩ chuyến đi này của bọn họ cũng coi như hết sức thuận lợi, đủ để giết chết Tiêu Chính Văn chỉ trong khoảnh khắc, thế nhưng ai mà ngờ được bọn họ lại gặp phải Tiêu Chính Văn còn nghịch thiên hơn. Lúc này, sắc mặt của mấy người họ đều khó coi tới cực điểm. Khi mấy nghìn cao thủ lần lượt bỏ mạng, tất cả mọi thứ xung quanh lập tức hóa thành màn đêm vô tận. Không có thành Trường An, cũng không có mấy chục nghìn Ngự Lâm quân, tất cả những chuyện này đều giống như một giấc mộng, thế nhưng cũng lại vô cùng chân thực. Lúc này, đám người nhà họ Trương cũng đồng loạt tỉnh lại, bọn họ cũng dần nhớ ra bản thân rốt cuộc là ai. Mấy người Khổng Tề Thiên và Điền Văn cũng đồng loạt xuất hiện trong màn đêm vô tận, mà ở trước mặt bọn họ lại là một cửa ải vô cùng cao lớn. Tất cả mọi người đều đứng bên dưới quan thành, mà lúc này, một ông lão mặc long bào cũng sải bước về phía trước, nói với Tiêu Chính Văn, đa tạ cậu Tiêu, ta cuối cùng cũng giải quyết xong mối lo rồi. Khi ông lão vừa nói dứt lời, tất cả mọi thứ trước mắt mọi người lại trở nên hư ảo, nháy mắt đã xuất hiện bên trong thành Minh Nguyệt. Cũng chính vào lúc này, một loạt tiếng chuông ngựa truyền tới, đại quân đen kịt từ phía xa tiến thẳng về phương hướng của mấy người Tiêu Chính Văn. Khí tức của người đứng đầu cực kỳ đáng sợ, mà hắn vừa mới xuất hiện, trên mặt đất đã xuất hiện vô số rêu âm phủ. Đó là âm quân của âm phủ. Sắc mặt của Khổng Tề Thiên đột nhiên biến đổi. Chúng ta đi thôi,
Tiêu Chính Văn lại nhìn về phía mấy người Khổng Tề Thiên, nói, mấy người phải nhớ cho kỹ, sau này ngoan ngoãn một chút, còn phải sống cho tử tế, tôi không muốn ngày nào đó kích động sẽ giết luôn mấy người đâu. Thật ra ý trong lời nói của Tiêu Chính Văn đã rất rõ ràng rồi, hiện tại mấy người bọn họ chẳng khác gì chất dinh dưỡng của Tiêu Chính Văn, thực lực của bọn họ càng mạnh thì lợi ích mà Tiêu Chính Văn có được cũng càng nhiều. Thế nhưng chất dinh dưỡng thì chất dinh dưỡng, dù là vật nuôi trong nhà, vượt qua giới hạn cũng phải chịu sự trừng phạt, huống hồ gì mấy người Khổng Tề Thiên chẳng qua chỉ là mấy kẻ bù nhìn ở trong mắt Tiêu Chính Văn mà thôi. Mấy người Khổng Tề Thiên đồng loạt cúi đầu không đáp, chuyện lần này quả thực là đả kịch quá lớn đối với bọn họ. Huống hồ Khổng Tề Thiên lại luôn tự cho mình là siêu phàm, thế nhưng kết quả thì sao? Chưa nói tới việc hết lần này tới lần khác bại trong tay Tiêu Chính Văn, cuối cùng tới thịnh thế đại đường, niên đại mà ông ta tự cho rằng có thể càn quét tất cả thì vẫn bị Tiêu Chính Văn bắt chẹt. Cũng có thể nói, ở trước mặt Tiêu Chính Văn, dù ông ta có dùng hết mọi thủ đoạn thì cũng chẳng thể đối kháng với anh. Thậm chí ngay cả một cơ hội phản kháng ông ta cũng chẳng có nốt. Sắc mặt của mấy người Điền Văn càng trở nên khó coi hơn, bởi vì Tiêu Chính Văn không chỉ kiểm soát bọn họ mà ngay cả thế lực sau lưng bọn họ cũng bị anh kiểm soát. Chương 4600 đây gọi là ném chuột sợ vỡ bình, Tiêu Chính Văn giờ đã không còn là người mà bọn họ có thể tùy ý chèn ép nữa rồi, hơn nữa Tiêu Chính Văn đã đột phá lên thiên cảnh. Ở vùng ngoài lãnh thổ mà nói, cường giả thiên cảnh đều là sự tồn tại nắm giữ quyền sinh quyền sát một phương, có thể nói, Tiêu Chính Văn của hiện giờ đã chiếm vị trí số một ở vùng ngoài lãnh thổ. Bọn họ suy tính đủ thứ, không những không thể loại trừ được Tiêu Chính Văn, ngược lại còn để cho Tiêu Chính Văn trà đạp lên trên đầu bọn họ, hơn nữa bởi vì quan hệ của Lý Thế Hải, trên người Tiêu Chính Văn hiện tại cũng có cả khí tức đế vương. Khí tức đế vương rõ ràng chính là khắc tinh của tất cả bọn họ, có thể nói, từ khoảnh khắc này trở đi, bọn họ thật sự chỉ có thể quy phục dưới chân Tiêu Chính Văn. Chúng ta đi thôi, Tiêu Chính Văn nói xong thì không còn nhìn về phía âm binh sau lưng nữa mà đi thẳng về phía lối ra. Chỉ là vào khoảnh khắc Tiêu Chính Văn dẫn người rời đi, trưởng lão Thanh Dương nên trong hỏa sơn cũng đột ngột mở to hai mắt. Trong mắt ông ta bộc phát ra hai tia sáng, nháy mắt đã dâng lên cả nghìn tầng hơi nóng. Trưởng lão Thanh Dương gần như cùng lúc tiến ra một bước, khí tức đáng sợ xông thẳng lên chín tầng mây. Đúng vào lúc này, gần như tất cả mọi người đều nhìn về phía miệng hỏa sơn, nơi đó dường như có một đốm lửa đang từ từ dâng lên. Hơi nóng mạnh mẽ cứ thế lan ra nghìn dặm. Chỉ trong khoảnh khắc, vô số núi sông đã hóa thành cho bụi. Loại khí thế này mà sức công phá kinh người đủ để chấn động thế gian. Nếu như nhìn lên bầu trời thì sẽ thấy hơi nóng vô tận giống như một màn trời màu đỏ lửa đang lao nhanh về phía thành Minh Nguyệt. Mà bên trong tầng hơi nóng đó còn ẩn chứa kiếm khí không dễ phát giác, vào khoảnh khắc Tiêu Chính Văn vừa rời khỏi thành Minh Nguyệt, kiếm khí chém thẳng về phía anh. Đây càng giống như một loại uy hiếp, nửa đêm, Lăng Thiên Tử. Tôi cậu quyết đấu một trận sinh tử. Một giọng nói già nua mà hết sức bá khí theo đó vang lên. Nghe thấy giọng nói này, tất cả mọi người đang có mặt đều lập tức biến sắc, bởi vì không ít người biết được chủ nhân của giọng nói này chính là trưởng lão Thanh Dương của Vạn Kiếm Cốc trong truyền thuyết. Đây cũng chính là chiến thư mà trưởng lão Thanh Dương phát ra cho Tiêu Chính Văn. Thật ra không ít người trước lúc này đã đoán được trưởng lão Thanh Dương nhất định sẽ tuyên chiến với Tiêu Chính Văn. Thế nhưng không một ai ngờ được trận chiến này lại tới đột ngột như vậy. Hơn nữa, địa điểm hẹn chiến còn là Lăng Thiên Tử. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 128.